Mộ Dung Trúc khẽ nở nụ cười kia khiến sắc mặt Lý Vân Tiêu càng thêm khó coi, lòng không ngừng chìm vào đáy cốc, chuyện cũ từng màn xuất hiện trong đầu hắn, tựa hồ có chỗ mấu chốt gì đó đang ẩn ẩn hiện lên. Trên mặt Mộ Dung Trúc tràn đầy vẻ khinh miệt, khẽ nói. Tuy rằng ngươi thay đổi dung nhan, nhưng ta nhận ra được, ngươi chính là nam nhân lấy đi Nguyệt Đồng trong địa lão thiên hoang ngày đó. Thân hình Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, trong nội tâm trầm trọng như tưới chí, rung giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng đang nói bậy bạ gì đó, ngươi nói rõ ràng cho ta đi. Mấy chữ cuối cùng kia cơ hồ như là giống lên, phảng phất như dùng hết tất cả khí lực của hắn vậy. Mộ Dung Trúc dùng ánh mắt hài hước nhìn qua hắn, cười nhạt một tiếng, nói. Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm biết rõ ta là ai rồi, không phải sao? Chủ nhân cỗ thân thể này vốn là cửu giai đỉnh phong, cường giả tối đỉnh phong, phiến thiên địa này hiện giờ dường như đã không còn thập phương thần cảnh tồn tại nữa, thử hỏi người phương nào có thể giết hắn. Xương ngón tay Lý Vân Tiêu xiết vang lên một hồi răng rắc, không biết từ nơi nào dâng lên một cổ lực lượng, khí tức toàn thân trở nên lạnh băng, lạnh giọng nói từng chữ. Vậy Mộ Dung đại ca rốt cuộc là chết như thế nào? Thỉnh ngươi nói cho ta biết, thiên tư. Mộ Dung Trúc nở nụ cười, nói. Ngươi rốt cuộc dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình rồi, về phần chủ nhân cỗ thân thể này, mặc dù không phải trực tiếp chết tay ta, nhưng không có ta hắn còn không đến mức sẽ chết, năm đó những người kia của Thành Hồng Nguyệt ai có thể tổn thương được hắn chứ? Cảm xúc Lý Vân Tiêu khó có thể bình tĩnh, tựa hồ một chân tướng đang được cởi bỏ, hơn nữa có một đáp án khó có thể thừa nhận đang chờ hắn. Giờ phút này, hắn ngược lại dần tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Nói như vậy, người mới chính là hung phạm giết chết Mộ Dung đại ca sao? Thiên tư không e dè gật đầu nói. Có thể nói như vậy, nhưng người ta muốn cũng không phải hắn, mà là ngươi a. Trong mắt thiên tư mang theo vẻ trêu tức cười nói. Biết ta muốn giết huynh đệ của hắn, hắn thân là đại ca, nghĩa bất dung tử chắn trước mặt của ta, biết rõ là chết nhưng lại không chút chùn bước. Ha ha. Loại tình cảm sâu đậm này khiến ta rất là cảm động đấy. 3. Thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy dữ dội, xương ngón tay trong hai cánh tay trực tiếp bị chính hắn bẻ gãy, huyết dịch trong lòng thiêu đốt lên như núi lửa, hắn cực lực khống chế tâm tình của mình, không nhịn được toàn thân đều trở nên run rẩy. Thiên tư nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt lộ ra một tia hào quang kích động, nói. Ngươi đại khái rất kỳ quái ta tại sao phải tìm ngươi đúng không? Bởi vì ngươi là Nguyệt Đồng cuối cùng trên đời này, mà sự hiện hữu của ta phải dựa vào Nguyệt Đồng chi lực mới có thể sống sót vĩnh viễn, mà ngươi chính là hy vọng để ta tiếp tục sinh tồn. 30 năm trước, ta cũng đang tìm kiếm cái Nguyệt Đồng cuối cùng này, nó vì tránh né ta nên cố ý bị ngươi đạt được, nếu không ngươi cho rằng Nguyệt Đồng dựa vào gì lai dây chọn ngươi. Ngay khi ngươi đạt được Nguyệt Đồng, vận mệnh hôm nay đã được định ra rồi, mà vận mệnh Mộ Dung Trúc vào 30 năm trước đã bị ngươi chú định rồi. Trên mặt thiên tư hiện ra một tia cười lạnh, nói. Ta rất giật mình, vì bảo vệ tốt huynh đệ của hắn, hắn vậy mà có thể trong lúc bị ta phá vỡ võ nguyên còn có thể phong ấn ta trong cơ thể, tình cảm của nhân loại các ngươi, có đôi khi rất đáng sợ a. Võ nguyên của hắn đã phá, lực lượng đang không ngừng sói mòn, mặc dù phong ấn ta trong ngắn ngủi nhưng nhiều nhất chỉ được 7 ngày, tuy rằng đã từng là địch nhân nhưng ta vẫn rất kính nể hắn. Thiên tư dùng ngữ khí chậm chạp. Tựa hồ đắm chìm trong trận chiến 30 năm trước, tất cả mọi chuyện lần nữa sống động hiện lên trong đầu hắn. Vì người khác hy sinh bản thân, người cảm thấy đáng giá sao? Đáng. Vậy chỉ còn lại 7 ngày có thể sống, người muốn trải qua thế nào? Ta một đi gặp người mà ta muốn gặp, nàng nhất định đang chờ ta dưới cây hoa đào. Thần sắc thiên tư trở nên có chút hồi tưởng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mang theo một tia lạnh như băng. Không có bất kỳ tình cảm nhân loại nào cả. Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn, một ít chuyện trước đây nghĩ mãi vẫn không rõ giờ rốt cục cũng sáng tỏ, vì sao Mộ Dung Trúc có được thực lực không kém gì hắn, lại chết ở Thành Hồng Nguyệt, hiện giờ tất cả đều đã rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như muốn nổ tung lên, khàn giọng giận dữ hét. Đã đủ rồi, đáng chết a, người tên súc sinh này. Thiên tư nhìn hắn phẫn nộ và bi thống đến mức tận cùng. Lơ đễnh cười nói. Rất phẫn nộ đúng không? Khiến huynh đệ vì mình mà chết, nhưng vẫn không biết, hiện giờ đột nhiên biết được chân tướng, có phải là có cảm giác như muốn bầm thây ta vạn đoạn không? Nhưng nhục thể của ta là Mộ Dung Trúc a, người có thể hạ sát thủ sao?
huống chi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia trào phúng, khinh miệt nói. Huống chi thực lực của ngươi căn bản chính là cặn bã a. Súc sinh, chết đi. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đau đớn và bi phẫn mãnh liệt khiến hắn cơ hồ nổi giận, Nguyệt Đồng trong hai tròng mắt tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, tản mát ra dị lực cường đại, nửa gương mặt Lý Vân Tiêu toàn bộ đều bị mạch máu phủ kín, trở nên khủng bố dữ tợn. Thiên Thu bá đao trong tay điên cuồng hấp thu lấy lực lượng trên người hắn, hóa thành một đầu nộ long gào thét, lâm không chém đi lên. Thiên Tư lãnh đạm nói, vốn đã là cặn bã, dưới sự phẫn nộ càng không chịu nổi một kích a, ngay cả Nguyệt Đồng cũng chỉ còn chút sức mạnh này thôi sao. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, một đao mà Lý Vân Tiêu chém xuống trực tiếp bị một cỗ lực lượng chặn lấy trước người hắn, thân đao không ngừng truyền đến tiếng ve kêu, nhưng không cách nào tiến lên dù chỉ một chút. Lý Vân Tiêu đã bị bi phẫn xông váng đầu, liều lĩnh rót lực lượng vào trong đao, nhưng chênh lệch thật sự quá lớn, không khác nào phủ du lay cây cả. Thiên Tư lắc đầu, thở dài. Năm đó ngươi coi như là một đời cường giả, không thể tưởng được vậy mà trở nên nhỏ yếu như vậy, thật sự là thật đáng buồn. Nhưng nhờ đó ngươi cũng kéo dài gần 30 năm, Mộ Dung Trúc cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hắn tay giơ lên, nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Phanh! Thiên Thu bá đao trong tay Lý Vân Tiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí thế cả người lập tức bị lực một ngón tay kia phá tan, máu tươi bi phẫn phun tới, rất xa ngã trên mặt đất. Nội tâm của hắn dâng lên bi thương vô hạn, hắn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có lúc mình bất lực như vậy. Hắn cười dài một tiếng, cười vô cùng khổ. Lý Vân Tiêu ngửa đầu nhìn qua, trong mắt một mảnh chan chát. Thiên Tư đứng lên khỏi bảo tọa, từng bước đi tới trước người hắn, duỗi ra năm ngón tay trực tiếp bắt lấy đầu Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Ngay cả cảnh giới cửu thiên võ đế cũng không có, khó trách Nguyệt Đồng trở nên yếu như thế. Đợi ta thể hồ quán đính cho ngươi đến võ đế, lại lấy Nguyệt Đồng. Một cổ dị lực từ trong năm ngón tay hắn truyền ra, trực tiếp từ trên linh đài rót vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, cưỡng ép tăng lên cảnh giới của hắn. Lý Vân Tiêu trong lúc hoảng sợ vội vận chuyển bất diệt kim thân, muốn chấn cổ lực lượng kia ra khỏi thể nội, nhưng vừa mới hiện ra quang mang màu vàng đã lập tức tan rã. Dưới cổ lực lượng kia của Thiên Tư hoàn toàn giống như bọ ngựa đấu xe, không hề có lực chống cự. Một cổ lực lượng kỳ dị nhảy vào trong cơ thể hắn, cưỡng ép căng kinh mạch hắn ra, rót vào trong đan điền. Nguyệt Đồng trong hai tròng mắt cũng lóe ra vẻ dãy giụa, nhưng lại không làm được gì, dần dần khuất phục dưới cổ lực lượng kia. Lý Vân Tiêu sinh lòng tuyệt vọng, nhìn gương mặt quen thuộc mà lạnh như băng kia, để lại một vệt nước mắt. Thiên Tư lãnh đạm nói, phải hay chảy ra nước mắt, đau đớn trong lòng sẽ giảm bớt rất nhiều không? Không cần khổ sở. Trên đời này rất nhanh sẽ không còn dấu vết của ngươi nữa. Trên mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể run rẩy, tựa hồ chậm chạp không chịu khuất phục. Vì người khác hy sinh bản thân, ngươi cảm thấy đáng sao? Đáng. Thiên Tư vẻ mặt lạnh lùng, lực lượng trong tay càng lớn, nói. Đau khổ chèo trống, chỉ có thể tăng thêm nỗi thống khổ của ngươi, cho ngươi cái chết thảm hại hơn mà thôi, kết cục không cách nào thay đổi, cần gì phải khổ sở nghịch mệnh mà làm. Không chịu nhận mệnh chứ. Lý Vân Tiêu sầu thảm nói. Bởi vì nhắm mắt thì sẽ không thể nào báo thù cho hắn được nữa. Thiên Tư thần sắc bất động, lạnh nhạt nói. Sau khi chết có biết, niệm là khổ, sau khi chết vô tri, càng là khổ. Một đời cường giả tuyệt thế, cảm giác vô lực khi giãy giụa lấy tánh mạng, thật khiến cho người ta bi thống. Gương mặt Lý Vân Tiêu bị triệt để bóp méo. Nguyệt Đồng một mực bị hắn áp chế ngủ say tựa hồ đang chậm rãi tỉnh lại, thống khổ trong mắt dần dần giảm bớt, mà vẻ lạnh như băng lăng lệ ác liệt càng thêm mãnh liệt. Thiên Tư nhìn qua hai con ngươi đỏ như máu kia, trong nội tâm một hồi hưng phấn. Đột nhiên, không trung truyền đến chút chấn động, một đạo quang mang vô thanh vô tức phóng tới ngang trời, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại lăng lệ ác liệt khiến hắn cũng không dám đơn giản đi đón. Thiên Tư đột nhiên cả kinh. Không tự chủ được buông ra tay nắm lấy đầu Lý Vân Tiêu, lâm không lắc mình một cái, tránh qua, tránh né đạo công kích kia, vẻ mặt ngưng trọng và lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bên ngoài đại điện, lạnh giọng nói. Là ngươi, ngươi cũng cuối cùng đã tới. Bên ngoài đại điện một đạo nhân ảnh chớp động, mở rộng bước chân đi vào trong. Một tiếng thơ theo bước chân người nọ chậm rãi vang lên. Phi thủy sinh tử, phi thủy khinh ngôn, nhất khuyết u mộng đoạn hà niên. Hà tu thế tình,
Hà Tu Cường nhan, cố nhân tương phùng nhất tiếu gian. Lý Vân Tiêu thống khổ té trên mặt đất, trong hai tròng mắt truyền đến thống khổ cực lớn, hắn giãy giụa lấy ngẩng đầu lên, dưới thanh âm quen thuộc kia, quả nhiên là bóng người quen thuộc. Thiên Tư Lâm không lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt hàn khí tăng vọt. Hồng Nguyệt thành chủ. Khương Sở Nhiên nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Thiên Tư nói. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Khương Sở Nhiên lạnh nhạt nói. Đây là nơi ta nên đến. Thiên Tư nhướng mày, sắc mặt trở nên lo lắng, trong mắt hàn quang lập lòe. Khương Sở Nhiên lơ đễnh, nhìn qua Lý Vân Tiêu đang không ngừng ho khan trên mặt đất, ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ thê lương, nói. Ta không sao. Khương Sở Nhiên nhẹ gật đầu, đột nhiên nói ra một câu, hỏi. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, dãy giụa đứng lên khỏi mặt đất, nuốt vào đại lượng đan dược, làm thành tư thế ngồi xuống, một bên điều tức lấy thương thế, vừa nói. Chẳng lẽ Hồng Nguyệt thành chủ không biết ta? Nhờ ngươi ban cho ta cái danh xưng nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân nên khiến ta gặp phải không ít phiền toái đấy. Giờ phút này tâm cảnh của hắn theo Khương Sở Nhiên đến mà nổi lên biến hóa, cục diện hẳn phải chết bị đánh vỡ, nhiều hơn một đường sinh cơ. Hắn không thể chết được, càng không thể chết khuất nhục như vậy được. Khương Sở Nhiên nói, túy vũ thả diêu loan phượng ảnh, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, tốt một cái Lý Vân Tiêu. Nhưng ta hỏi không phải cái tên này, cũng không phải thân phận này. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chậm rãi nói. Ngươi chính là người ta suy nghĩ trong lòng kia sao? Lý Vân Tiêu dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, tất cả nội tâm cơ hồ đều bị nhìn thấu, thân hình hắn sau khi khẽ động liền dần trở nên lạnh nhạt nói. Là cái tên nào, thân phận nào, người trong suy nghĩ ngươi là ai? Ánh mắt Khương Sở Nhiên tựa hồ xuyên thấu vô cùng xa, nhìn về phía quá khứ vô cùng xa xôi, nói từng chữ. Tên, thân phận kia, trong nội tâm của ta suy nghĩ chính là người kia. Hắn gọi là thiên tái phong vân tẫn phó nhất tiếu, vạn thế phi dương chiếu diệu cổ kim. Lý Vân Tiêu trong nội tâm sớm đã có dự cảm, nhưng lúc nghe đọc đến hai câu này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, cười khổ nói. Ngươi nói người này, không phải là phá quân võ đế cổ phi dương đấy chứ? Ngươi dựa vào gì lại suy đoán ta chính là cổ phi dương, chỉ vì ta có nguyệt đồng sao? Giờ phút này trong hai mắt hắn vẫn là một mảnh huyết sắc. Nửa phần trên gương mặt đã triệt để lộ ra hình thái yêu hóa, dữ tợn đáng sợ. Khương Sở Nhiên nhìn hắn nói. Đây chỉ là thứ nhất, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm giác ngươi mang đến cho ta quá giống hắn, mà người đã tới trình độ như ta, cảm giác bình thường còn chính xác hơn cả nhận thức. Điểm ấy Lý Vân Tiêu cũng hiểu rõ, võ đạo đỉnh phong cơ hồ là tận trưởng quy tắc thiên địa, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cảm ứng, nếu có, vậy nhất định chính xác. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, toàn bộ đại điện thoáng cái liền trở nên an tĩnh lại. Thiên Tư lạnh lùng nhìn hai người, mỉa mai nói. Ôn chuyện xong chưa, nếu đã xong, Khương Sở Nhiên ngươi có thể đi rồi chứ? Khương Sở Nhiên nhẹ gật đầu, nói. Tốt, hắn tiến lên một bước, muốn nâng Lý Vân Tiêu dậy cùng đi. Thiên Tư thần sắc lạnh lẽo, nói. Hắn không thể đi. Khương Sở Nhiên nói. Hắn không đi, ta không đi. Trên mặt Thiên Tư lộ ra tức giận, cười lạnh nói. Lại một tên nhân loại ngu xuẩn, người cũng muốn học Mộ Dung Trúc, vì hắn mà chết sao? Thần sắc Khương Sở Nhiên kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nói. Thì ra Mộ Dung Trúc là vì cứu hắn mà chết, Thiên Tư, người khiến Thành Hồng Nguyệt ta thay người gánh tội a. Thiên Tư giãn mày kiếm ra, cười lạnh nói. Là chính các ngươi ngu xuẩn, trách được ai chứ? Khương Sở Nhiên gật đầu nói. Quả thật chẳng trách người khác, bất quá, chuyện này vẫn khiến ta rất căm tức. À, vậy ngươi muốn như thế nào? Trên mặt Thiên Tư lộ ra một tia nghiền ngẫm, ánh mắt lại lăng lệ ác liệt dị thường, toàn bộ tinh thần đề phòng. Khương Sở Nhiên cười nói. Ta cũng không biết nữa, bất quá trước đánh ngươi một trận để hả giận là khẳng định rồi. Thiên Tư cười lạnh nói. Nhân loại đều tự đại vậy sao? Toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên sát khí ngang nhiên, hai người đều không động nguyên lực, nhưng cổ hàn khí mạnh mẽ tản ra kia khiến thân thể trọng thương của Lý Vân Tiêu lần nữa bị trùng kích, tại chỗ phun ra một búng máu. Hai người đều là võ đế cửu tinh đỉnh phong, thậm chí không dưới cổ phi dương thời kỳ toàn thịnh,
khí chàng chấn động trong đại điện, chấn ra từng đợt hồi âm. Cũng may mắn đại điện này chất liệu đặc thù, nếu không đã sớm bị phá hủy rồi. Lý Vân Tiêu vội vàng hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp bỏ chạy đến biên giới đại điện, đồng thời lấy ra đại lượng nguyên thạch cực phẩm, không ngờ linh khí đầy trời như thế đều bị hắn điên cuồng hấp thu lấy. Dưới hai người đối nghịch, hắn chỉ như một con sâu cái kiến bấp bênh, nhưng mặc dù là con sâu cái kiến, cũng phải bắt lấy tất cả cơ hội có thể sống sót mới được. Sắc mặt Thiên Tư hết sức khó coi, hắn vội vàng muốn đạt được Nguyệt Đồng, mà sự cường đại của Khương Sở Nhiên khiến hắn ý thức được mình không cách nào dễ dàng chiến thắng đối phương, tất nhiên sẽ là một cuộc chiến cực kỳ thảm thiết. Thiên Tư nói, Hồng Nguyệt thành chủ, trận chiến này để sau đi. Khương Sở Nhiên nói, có thể, ta mang theo hắn cùng đi. Thiên Tư nói, không được. Khương Sở Nhiên nói, vậy thì không có cách nào rồi. Vài câu đối thoại đơn giản đã tuyên cáo đàm phán không cách nào tiến hành, phải đánh một trận. Thiên Tư giận dỗi nói, ngươi rất không thông minh. Khương Sở Nhiên nói, ta không thích thông minh. Trên mặt Thiên Tư lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Hắn cũng không nói nhảm nhiều, chiến ý trên người không ngừng tăng lên, như cung kéo căng hết dây, thân hình không động chút nào, hộ thể cương khí trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo cương nhận, lâm không biến hóa ra, chém tới trên người Khương Sở Nhiên. Khương Sở Nhiên vươn tay ra, ngưng ra một thanh lợi kiếm rộng hai thước bay múa trước người. Lợi kiếm hóa ra mấy đạo tàn ảnh, phun ra nuốt vào hàn mang, ngăn lại những cương nhận phá thể kia. Thiên Tư giơ tay lên, một đạo quang mang ngưng tụ nơi đầu ngón tay, quát. Kiếm hóa cửu long. Trên toàn bộ cánh tay hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm hình, phân ra 9 chuôi bóng kiếm, sau đó 9 chuôi bóng kiếm kia hóa thành kim long, xoay quanh trên kiếm hình kia, tùy thời muốn gào thét lao ra. Khương Sở Nhiên ngưng giọng nói. Kiếm quyết của Mộ Dung Trúc. Hắn không dám lãnh đạm, lợi kiếm quét ngang trước người, lập tức hóa ra 7 đạo phân thân, trên mỗi một đạo phân thân đều bày ra một loại kiếm thế, ẩn chứa kiếm ý nào đó trong đó, sau đó bản thể rút kiếm quyết khẽ dẫn, 7 đạo phân thân lập tức trở về bản thể, kiếm thế đều rót vào trong kiếm trước người, ngưng tụ thành một kiếm vô cùng cường đại, ngang trời chém tới. Thiên Tư sắc mặt băng hàn, một kiếm chém xuống, cửu long gào thét mà ra. Một kiếm này của Khương Sở Nhiên ẩn chứa 7 loại kiếm thế, chảm thiên liệt địa, cửu long đều bị chôn vùi dưới kiếm khí. Rầm rầm rầm, hai loại kiếm chiêu bá đạo đến cực điểm thôn phệ lẫn nhau, dư âm kiếm khí còn lại chấn động khắp đại điện, chém lên từng cây đại trụ trống trời kia, vậy mà chỉ để lại vết kiếm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, vội vàng trốn đằng sau một cây trụ cực lớn, dùng tu vị hiện giờ của hắn, loại kiếm khí này dính vào chút sẽ lập tức phơi thây tại chỗ. Thậm chí hài cốt không còn, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thật là đáng ghét. Thiên Tư cắn răng cả giận nói, hai tay ngưng ra quyết ấn trước người, sau lưng hiện ra một thanh kiếm hình thật lớn, như khổng tước xòe đuôi, cùng quyết ấn trong tay chiếu rọi lẫn nhau, lâm không đánh ra. Lập tức đầy trời đều hiện ra bóng kiếm, dưới khí cơ cường đại dẫn dắt liền lộ ra ngàn vạn kiếm tư mỹ lệ. Sắc mặt Khương Sở Nhiên biến hóa, cầm chặt lợi kiếm, người như găm vào đại địa. Sau đó hai tay thi triển ra một đạo kiếm quyết, đánh vào trong đó, quát. Vô tận chi kiếm ý. Lợi kiếm kia tựa hồ như nở hoa dưới đất, lập tức hóa ra vạn đạo bóng kiếm, lan ra trên vùng đất, giống như hoa dại khắp núi thỏa thích kéo dài lên bầu trời. Tất cả kiếm thế đều chia rẽ, chém giết thôn phệ nhau trong đại điện, thấy mà hoa cả mắt, vô biên vô hạn, bên tai truyền đến tiếng long cong vô cùng vô tận, hai người ở trong kiếm hải tùy ý để kiếm khí xuyên qua bên người. Lạnh lùng nhìn vào đối phương. Thiên Tư lạnh giọng nói. Người mạnh nhất trong nhân loại, 7 đại tông chỉ, thập đại võ đế, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Khương Sở Nhiên lạnh lùng nói. Thân là Thiên Tư cùng Nguyệt Đồng nổi danh, chẳng lẽ chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Thiên Tư cười lạnh nói. Không cần phải gấp gáp, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của không thông minh, mặc dù ngươi là cường giả nhìn thấy võ đạo trung điểm. Ở trước mặt ta cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Tư hai tay quy nguyên thủ nhất trước người, một điểm kim mang hiện ra, càng lúc càng lớn, vậy mà phát ra thanh âm cùng Nguyệt Đồng nổi danh, vù vù không thôi, sóng âm từng vòng chấn động ra, bao lấy thần niệm vào trong, trực tiếp chấn nhập tâm hồn. Lý Vân Tiêu trốn ở đằng sau cây cột, tại chỗ bị kích thích phun ra một búng máu, vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết ép cố công kích tinh thần kia lại.
May mắn bản thân hắn chính là thuật luyện sư bát tinh đỉnh phong, dưới tác dụng của đại diễn thần quyết trên cơ bản có thể ổn định tâm thần, chỉ là màng tai trực tiếp bị phá vỡ, trong hai lỗ tai chảy xuống hai đạo máu tươi. Giờ phút này trong lòng hắn thập phần đắng chát, dưới hai đại cao thủ quyết đấu, đừng nói là quan chiến, mà ngay cả bảo vệ tánh mạng cũng rất khó khăn rồi. Thương thế trong cơ thể mỗi khi đỡ hơn một chút, lập tức lại có một đợt sóng chấn động tới, khiến thương thế của hắn càng thêm tổn thương. Hắn hiện giờ hắn cũng bất chấp che giấu nữa, trực tiếp hóa ra bất diệt kim thân, lúc này mới hút chút ít sóng âm chi lực kia vào trong cơ thể, lúc này thương thế mới thoáng ổn định. Mà tai họa lớn hơn nữa không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ một đôi nguyệt đồng trong đôi mắt, lúc trước bị thiên tư kích phát, nguyệt đồng một mực bị hắn chân áp tựa hồ đã có dấu hiệu thức tỉnh, nếu thật sự như thế thì đối với hắn chẳng khác nào là tai họa ngập đầu. Năm đó thực lực võ đế cửu tinh cũng không thể chấn áp nguyệt đồng, mà cần không ngừng tu luyện, tăng thêm đồng thuật bí pháp mới có thể triệt để chấn áp nó, khiến nó lâm vào trong ngủ say vô tận, nếu tỉnh lại thì ý thức của mình sẽ lập tức bị diệt ngay, từ đó biến thành tồn tại giống như Mộ Dung Trúc hiện giờ vậy. Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, bắt đầu tìm kiếm cửa ra vào đại điện này. Hắn và Vũ Trác là trực tiếp bị truyền tống tới, vốn còn không xác định nơi này là chân thật hay hư ảo, hiện giờ cơ bản đã có thể nhất định là tràng cảnh chân thật rồi. Khương Sở Nhiên tuy rằng là từ bên ngoài đến, nhưng cửa đại điện tựa hồ có cấm chế rất mạnh, dư âm do hai đại cao thủ quyết đấu cũng không thể nào lao ra khỏi đại điện thì hắn càng không có cách nào cả, giờ tựa hồ như đã lâm vào kết quả không cách nào thoát khôn được. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ? Lý Vân Tiêu trong lòng một hồi phát khổ, thời gian trong địa lão thiên hoang tới bây giờ đều không thể xác định, tính tính toán toán cũng không sai biệt lắm, nhưng trì hoãn vài ngày cũng rất bình thường. Nếu hai người này đánh thêm mấy ngày thì đại điện này dù có chắc chắn hơn nữa cũng phải bị phá hủy, vậy thì mình thật sự chỉ có thể trốn vào TNG giới thần bi rồi. Nhưng đối với cường giả trình độ này mà nói, giới thần bi cơ hồ là lợi khí bảo vệ tánh mạng cũng không ngăn được a. Kim quang trong tay thiên tư càng ngày càng mạnh, sóng âm cũng trở nên cực độ chói tai, từng vòng khí uẩn chấn khai, lộ ra cực kỳ bất phàm. Sắc mặt Khương Sở Nhiên cũng ngưng trọng không thôi. Lợi kiếm trong tay dưới kiếm quyết của hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh ra trời, ở quanh thân ngưng tụ thành một cái kiếm hoàn, theo Khương Sở Nhiên đánh vào từng đạo pháp quyết, khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Hai đại cường giả đều điên cuồng ngưng tụ lực lượng, một người như núi cao sừng sững, một người như lãnh đàm thâm uyên, toàn bộ không gian đều vặn vẹo bồi hồi, đại điện trở nên rung chuyển bất ổn. Khương Sở Nhiên càng tăng vọt chiến ý, hai người đều là cường giả tuyệt đại. Đây là cao thủ khó cầu, có thể thỏa tính đánh với nhau một trận. Thân là Hồng Nguyệt thành chủ, gánh nặng phải mang trên vai quá nhiều, nhiều khi đều thân bất do kỷ, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn quên đờ thân phận của mình, đứng ở trước mặt thiên tư không phải là Hồng Nguyệt thành chủ Khương Sở Nhiên, mà là võ giả cửu tinh đỉnh phong Khương Sở Nhiên. Kim quang trong tay thiên tư dần dần hiện ra hình thái, là một thanh chiến thương màu vàng, huyền phù trước người. Khí tức khủng bố hỗn hợp với thanh âm khí uẩn tư trên huyền khí này lan đi. Một ngón tay thiên tư điểm lên chiến thương lập tức lượn vòng, lâm không chém tới. Đạo kiếm hoàn bên thân Khương Sở Nhiên diễn sinh ra kiếm ý vô tận, một chuôi kiếm hình thật nhỏ hiển hiện ở bốn phía, hoàn hoàn đan xen, lại không có mấy kiếm ảnh ngưng tụ thành. Tam thiên kiếm khí huy hồng, vũ hóa nhất giới lăng hư. Quyết ấn trong tay Khương Sở Nhiên ngưng ra một đôi cánh chim. Nhẹ nhàng đánh vào trên kiếm hoàn, lập tức vô số bóng kiếm kia đồng thời mở ra cánh, hóa thành kiếm bay đầy trời, ngạnh kháng một kích chiến thương vô cùng cương mãnh kia của thiên tư. Rầm 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 phanh, vô số thanh âm kiếm toái truyền đến, tam kiếm phi vũ chi kiếm nứt vỡ dưới chiến thương của thiên tư, toàn bộ kiếm hoàn cũng không chịu nổi áp lực phát ra thanh âm két kít. Tê, tê khiến lòng người chấn động. Phanh, kiếm ý vô tận trước người Khương Sở Nhiên đều bị phá hết. Cả người bị chấn phải liên tiếp lui về sau, chui lợi kiếm phá phong hóa thành kiếm hoàn kia long cong một tiếng bay vào không trung, rơi xuống cắm vào trên mặt đất, sau đó phanh một tiếng đứt gãy, chỉ để lại một nửa mũi kiếm. Khương Sở Nhiên nhíu mày lại, lưỡi kiếm kia mặc dù chỉ là huyền khí cửu giai nhưng đã ở bên hắn nhiều năm, đã sớm tâm thần tương thông, thi triển ra xuất thần nhập hóa, không nghĩ đến lại bị chôn vùi. Thiên tư một chiêu đắc thủ, lâm không lẽ chảo. Lập tức chụp lấy chiến thương xoay trong tay, hoành ở sau lưng, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc lạnh nhạt nói. Nắp bình không rời miệng bình phá, hủy dưới chiến thương duệ quang của ta, cũng không nhục thân phận nó,
Hồng Nguyệt thành chủ, nén bi thương a. Khương Sở Nhiên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái cầu chạm rỗng, nắm trong tay, nói. Tiếp tục đi. Thiên Tư mày kiếm nhảy lên, lạnh giọng nói. Hồng Nguyệt thành chủ thật sự định đánh đến cùng sao? Nếu tiếp tục tái triển, vậy thì không có chỗ trống quay đầu nữa rồi. Khương Sở Nhiên nói. Để ta mang Lý Vân Tiêu đi. Thiên Tư cả giận nói. Vậy thì đánh một trận sinh tử đi. Chiến Thương cảm nhận được chiến ý vô tận của Thiên Tư, lâm không đâm tới, nhuệ khí bổ ra sát cảnh giữa hai người, không cách nào thỏa hiệp điều kiện đã khiến hai người không thể nào hòa hoãn được nữa. Chân phải Khương Sở Nhiên lui về sau một bước, trên tiểu cầu chạm rỗng trong tay phun ra nuốt vào đạo đạo thanh sắc chi khí, một tầng xương trắng chậm rãi hiển hiện ở bốn phía thân cầu, phảng phất có long xuyên thẳng qua trong đó, đúng là bổn mạng huyền khí của hắn hiện giờ, tê giác cú mang. Chiến Thương duệ quang long cong một tiếng đâm tới, hình cầu đột nhiên biến lớn vài phần, trực tiếp khiến thân thương nhập vào cơ thể nó, cũng ngưng lại vài tấc ở chỗ trước người Khương Sở Nhiên. Sắc mặt Thiên Tư biến hóa, tê giác cú mang kia giờ phút này giống như một cái khóa sắt vây khốn lấy chiến thương của hắn, tiến thối không được, mà vào lúc này, khí tức màu xanh trên cú mang từ trong mắt những chạm giống kia tràn ra, lan tràn khắp thân thương. Hừ! Thiên Tư nhẹ hừ một tiếng. Lâm không điểm xuống một đạo chỉ quyết, rơi vào trên chiến thương. Từng đạo kim quang theo chỉ quyết của hắn bắt đầu lan tràn tới trước, cách mỗi vài tấc liền bắn lên một cái ma ha cổ văn màu vàng, liên tiếp hiện ra trên không trung, hợp thành một chuỗi xem không hiểu. Phanh! Trong cú mang truyền đến một tiếng chấn động, chiến thương ngay sau khi chuỗi ma ha cổ văn kia hiện ra, khí uẩn lần nữa nổi lên biến hóa cực lớn, trực tiếp phá vỡ phong tỏa của cú mang, tiếp tục đâm tới trước. Thần sắc Khương Sở Nhiên đại biến, cũng biến trưởng thành quyết, lập tức vỗ vào câu mang kia, quát khẽ. Ngạo khí lâm phong, vạn lưu quy nhất. Hình thái tê giác cú mang biến đổi, như một đầu thú cổ quái gắt gao cắn lấy chiến thương duệ quang kia, từng đạo khí tức màu xanh từ đó bắn ra, khiến cả đại điện đều bị chiếu rọi đến đẹp mắt mỹ lệ, lực lượng khủng bố phát ra từng chút, dần dần bức duệ quang ra. Lý Vân Tiêu trốn ở sau cây trụ. Nhưng nguyệt đồng chi lực của hắn lại có thể trực tiếp chứng kiến bỉ ngạn, khiếp sợ dị thường. Câu mang cầu kia đích thật là do sừng tê giác rèn thành, có thể chống lại ma ha cổ khí, hơn nữa ma ha cổ khí bình thường chỉ có một khoa đầu văn tự, chuôi chiến thương này của Thiên Tư lại có nguyên một chuỗi cổ tự nguyên vẹn trên đó, sừng tê giác kia tuyệt đối là tồn tại cấp bậc chân linh, nội tình thành hồng nguyệt rất dày a. Lý Vân Tiêu giờ phút này càng thêm quan tâm đến kết quả cuối cùng hắn. Dùng năng lực của hắn hoàn toàn không thể giúp bật luận việc gì cả, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của vận mệnh. Mà khiến hắn có chút giật mình chính là viên thuốc mà Vũ Trác cho hắn hiệu quả rất tốt, tăng thêm bản thân xuất ra hết các loại thiên tài địa bảo, giờ thương thế trên người đã tốt hơn phân nửa, hơn nữa trước kia bị Thiên Tư cưỡng ép thể hồ quán đính, cảnh giới hiện giờ cũng đã nhảy lên tới cửu tinh đỉnh phong, khoảng cách võ đế cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu giờ phút này có thể bước vào đến cửu thiên cảnh thì Lý Vân Tiêu ngược lại có thể nghĩ biện pháp vào thời khắc mấu chốt âm thầm đánh lén một chút, trợ Khương Sở Nhiên đánh bại Thiên Tư. Ý niệm tới đây, hắn lúc này tính hạ tâm lai, lấy ra tất cả tài nguyên, bắt đầu trùng kích cửu thiên võ đế chi cảnh. Chỗ không xa, thần sắc Thiên Tư hơi động, chiến thương duệ quang của hắn không gì không phá, ẩn chứa lực xuyên phá rất mạnh, lại một cái tiểu cầu cổ quái của đối phương vây khốn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phanh! Khương Sở Nhiên lần nữa vỗ một chưởng lên cú mang, ánh sáng màu xanh tách ra, trực tiếp chấn bay chiến thương, Thiên Tư bị cự lực trùng kích liền lùi lại mấy bước. Tê giác cú mang nắm ở trong tay y Khương Sở Nhiên, trong xương trắng bốn phía tựa hồ có đầu thú ẩn hiện, diễn biến ra một mảnh dị tượng, truyền đến một loại khí tức hung bạo thuộc về man hoang, phảng phất như mộng hồi thái cổ, lúc mà đám hung thú tuyệt đại kia vẫn còn sống vậy. Thiên Tư động dung nói. Sừng ngân lũ cổ tê. Sau lưng cú mang Khương Sở Nhiên cầm trong tay, dần dần hiện ra hư ảnh hung thú thượng cổ, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào phía trước. Mà cú mang ở trong xương trắng cũng dần dần bỏ niêm phong, biến thành một thanh ngân nhận cong cong, phun ra nuốt vào hàn mang. Thần sắc Thiên Tư trở nên ngưng trọng, ngân lũ cổ tê ở trong đông đảo chân linh thời thượng cổ cũng coi như là tồn tại được xếp vào thượng đẳng. Hơn nữa nó khác với chân linh khác chính là toàn bộ lực lượng của ngân lũ cổ tê cơ hồ đều hội tụ trên cái ngân giác kia. Tuy rằng trải qua ngàn năm lưu chuyển, tăng thêm nhân công chế tạo, khiến lực lượng trong đó hao tổn thật lớn, nhưng vẫn cực kỳ hung hãn. Hừ,
trừ phi là chân linh tái hiện nhân gian, nếu không không ai cứu được ngươi đâu. Thiên Tư thần sắc nghiêm nghị, một tay giơ chiến thương lên cao, nguyên một đám ma ha cổ văn kia tản mát ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chỉ một thức đã khiến cây trụ trong đại điện không chịu nổi trọng áp, bắt đầu biến hình vặn vẹo. Lý Vân Tiêu cố gắng tĩnh tâm điều tức, căn bản không cách nào nhập định dưới loại khí trận này, hoảng sợ mở hai mắt ra, chỉ thấy cây trụ lớn bên cạnh hắn cũng cong xuống, ánh mắt xuyên thấu cây cột nhìn lại, trên chiến thương màu vàng trong tay Thiên Tư không chỉ thoáng hiện ma ha cổ văn, mà còn có đồ án dị tượng không ngừng biến hóa, tựa hồ như đang diễn hóa một đoạn câu chuyện. Khương Sở Nhiên biến sắc, kiếm quyết nơi tay trải điểm qua, trong chốc lát khí thế hung ác trùng thiên, ngân quang bắn ra bốn phía, đầy trời đều là ngân nhận chi ảnh, cùng kim quang của chiến thương kia xa xa tương đối, khiến cả đại điện phân thành thế giới kim ngân phân biệt rõ ràng. Hôm nay, ta liền muốn chém thiên liệt địa rồi. Thiên Tư ánh mắt lạnh như băng, cả người hóa ra vô số hư ảnh, đúng là tuyệt kỹ thân hóa ngàn vạn của Mộ Dung Trúc, hắn bắt lấy chiến thương xông tới, không có bất kỳ chiêu thức nào cả, trực tiếp lâm không chém xuống. Đã đến trình độ như bọn hắn, đều đã tận trưởng quy tắc Mộ Dung chú, bất luận chiêu thức gì cũng đều đã là dư thừa rồi. Giống. Ngân lũ cổ tê sau lưng Khương Sở Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, ngân giác trên hư ảnh kia tản mát ra hung quang ngập trời, ngân nhận đầy trời nhao nhao hội tụ xuống, đều nhảy vào trong cú mang, lâm không chém ra. Oanh! Hai cổ lực lượng vô cùng chém cùng một chỗ, tất cả hào quang đều vỡ vụn, kim ngân song sắc giao hội thôn phệ, toàn bộ đại điện bắt đầu xuất hiện khe hở cực lớn, mấy cây trụ trống trời ở gần hai người đều ầm ầm sụp đổ. Duệ quang chiến kích cùng tê giác cú mang đè ép lẫn nhau, kim quang ngân mang từng đạo bắn ra, mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại, khiến cả đại điện đều bị xuyên qua trăm ngàn lộ, đại địa càng dạn nứt ra như quy vân, phảng phất như tận thế đến vậy. Sắc mặt Khương Sở Nhiên tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia điên cuồng, chiến ý càng ngày càng mạnh, cuồng tiếu nói. Ha ha, thoải mái, thực thoải mái. Bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có thể phóng thích toàn lực như hôm nay, có thể đánh một trận không kiêng nể gì cả. Thần sắc Thiên Tư phát lạnh, lạnh giọng nói. Dù quyết đấu có thoải mái thế nào, cũng sẽ có lúc giới hạn, nếu đã thoải mái xong, vậy thì chết cũng không còn gì đáng tiếc nữa rồi. Long cong. Trên chiến thương đột nhiên truyền đến thanh âm kim loại thanh thúy, chiến thương đột nhiên hóa ra từng đạo kim ảnh, như phân thân kết xuất ra trước mặt Thiên Tư một cái khí trận cổ quái. Thiên Tư lãnh đạm nói. Kim qua lưu ảnh, bát phân kiến nhật. Khí trận kia nhộn nhạo ra, trực tiếp ép tới trên người Khương Sở Nhiên. Khương Sở Nhiên đột nhiên cả kinh, cú mang hóa ra vạn đạo ngân quang, đột nhiên chấn khai duệ quang, cổ tê cự ảnh sau lưng nhảy vào trong ngân nhận, chém tới khí nhận. Phanh! Khí trận do duệ quang phân thân biến thành đột nhiên tản ra, hóa thành vạn đạo kim quang bắn khắp bốn phía, khiến cả đại điện đều bị đánh thành phế tích, trong đó một đạo kim quang đúng là phóng tới chỗ Lý Vân Tiêu, nháy mắt đã tới. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi, khi kim mang kia phóng tới đã xỏ xuyên qua hai cây đại trụ chống trời, nhưng uy thế vẫn không giảm, lại trực tiếp xuyên qua cây trụ chắn trước người hắn, bắn nhanh đến. Tuy rằng chỉ là dư âm còn lại, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn lại, hơn nữa trong kim mang kia còn ẩn chứa quy tắc chi ý vô tận, khóa cứng tất cả khả năng đào tẩu. Trong mắt hắn lóe lên hàn mang rồi biến mất, một cổ lực lượng yêu dị từ trong hai đồng tử bắn ra, nói khẽ. Đồng thuật, táng nhật. Cảnh tượng bốn phía hơi đổi, đạo kim mang lăng lệ ác liệt kia dần trở nên ảm đạm, vậy mà dần dần biến mất trước người hắn. Thay trời đổi đất, thay đổi thời không. Ân. Lý Vân Tiêu hừ nặng một tiếng, một ngụm nhiệt huyết xông lên cổ họng, bị hắn đè ép xuống. Cưỡng ép tăng lên nguyệt đồng chi lực, tiến hành thay trời đổi đất, trực tiếp khiến kim quang kia biến mất trong hiện thực, nhưng cũng bị cắn trả, chấn thương nội phủ hắn. Mà vào lúc này, tâm thần hắn đại chấn, vội nhắm hai mắt lại, hai cánh tay trực tiếp che con mắt, một cổ khí tức kinh khủng bỗng phát ra từ sâu trong linh hồn. Cổ khí tức này hắn cũng không xa lạ gì. Đúng là Nguyệt Đồng đã ngủ say từ lâu kia, tựa hồ muốn thức tỉnh. Yêu Long cũng đột nhiên giật mình, cảm giác lạnh lẽo nổi lên trong lòng. Lý Vân Tiêu, cổ lực lượng này, người có thể áp chế được sao? Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Dù thiêu đốt hồn phách chi lực cũng phải đè xuống, nếu không ta và ngươi đều sẽ bị nó xóa đi mất. Yêu Long hoảng sợ, vội vàng thi triển ra một đạo ấn quyết, cả người bắt đầu dung hợp với linh hồn Lý Vân Tiêu. Đúng là hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc,
muốn liên thủ áp chế Nguyệt Đồng sắp thức tỉnh kia. Lý Vân Tiêu chưa bao giờ có lúc nào vô lực như vậy, ngoài có cường địch, bên trong có nỗi khổ riêng, hơn nữa đều là tồn tại cường đại khiến hắn run sợ. Lý Vân Tiêu sau khi dung hợp yêu long thân thể cũng bắt đầu phát sinh dấu hiệu yêu hóa, đồng thời vận chuyển đại diễn thần quyết, cổ khí tức sâu trong linh hồn kia lúc này mới bắt đầu dần dần dẹp loạn. Khương Sở Nhiên sau một chiêu làm vỡ nát khí trận, chiến thương đã bị Thiên Tư nắm trong tay, Lâm Không ép tới một bước đâm thẳng xuống, lực lượng bành trướng như núi cao sụp đổ, giang hải bốc hơi. Phanh! Sắc mặt Khương Sở Nhiên đại biến, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Ngân nhận trong tay vội vàng chống đỡ tới, bị chiến thương đánh tan ngân mang, cả người bay ra ngoài. Một mực thối lui đến cửa vào đại điện, thân hình Khương Sở Nhiên mới đứng vững, nhưng sắc mặt đã trắng bệch, trên người không ngừng có kim quang chiến thương dần hiện ra, một đạo máu tươi chảy xuống từ khóe miệng hắn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha, tất cả đều xong rồi. Thiên Tư đại hỉ, không thể tưởng được vậy mà có thể trực tiếp chấn thương đối phương. Lực lượng chiến thương thập phần bá đạo, nếu đánh vào trong cơ thể, mặc dù đối phương là cường giả tuyệt thế tất phải trọng thương, hắn cuồng thiếu bước ra bước tiếp theo, xúc địa thành thốn, chiến thương bước thẳng đến, mỉa mai nói. Cường giả đỉnh cao của nhân loại cũng không hơn gì cái này a, thật khiến ta thất vọng rồi. Trên chiến thương lóng lánh ra tầng tầng kim mang, các loại ma ha cổ tự không ngừng suy diễn ra trên đó, trực tiếp đâm xuống dưới. A, thất vọng rồi sao? Khóe miệng Khương Sở Nhiên đột nhiên lộ ra mỉm cười, kim quang chiến thương trên người đột nhiên biến mất toàn bộ, ngân nhận hóa ra một cái ký hiệu, dựng thẳng trước người, ánh mắt sợ hãi kia đều bị quét sạch, thay vào đó là thần sắc mỉa mai. Cái gì? Thiên Tư đột nhiên kinh hãi, lòng lập tức trầm xuống, kinh sợ nói. Ngươi không bị thương, ngươi lừa gạt ta. Khương Sở Nhiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta cho rằng so đấu tuyệt đỉnh không chỉ ở mặt lực lượng, mà càng ở mặt trí tuệ nữa, chẳng lẽ ta hiểu sai rồi sao? Ngươi, đáng chết a! Thiên Tư tức giận thì đã trễ, trên ngân nhận lộ ra một cổ lực lượng bá đạo rất mạnh, hư ảnh ngân lũ cổ tê lập tức lao ra, gầm thét cúi đầu xuống, dùng ngân giác kia trọt lên. Thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực. Sắc mặt Thiên Tư tái nhợt, dưới nguy cơ cực lớn này hắn liền rót lực lượng cả đời vào trong chiến thương, dưới kim quang ngập trời, ma ha cổ văn quấn thành một vòng. Nhanh chóng gõ lên sừng tê giác kia. Phanh! Một tiếng rung mạnh, lực lượng ngập trời nổ tung, cả người Thiên Tư lập tức bị đánh bay, toàn bộ đại điện đều đã tan rã dưới một kích này, tất cả kiến trúc đều sụp đổ xuông, hóa thành từng khối đá vụn bay khắp bốn phương tám hướng. Cả người Lý Vân Tiêu cũng bị lực dư âm còn lại xoáy lên, như một chiếc thuyền lá nhỏ trong vòng xoáy vậy, hoàn toàn thân bất do kỷ, tùy ý bị lực lượng kia cuốn đi. Đá vụn trong vòng xoáy kia cũng tràn đầy lực lượng thô bạo, như từng kiện huyền khí không ngừng trùng kích tới, như mưa rơi đánh vào trên người hắn, đụng khiến hắn thất điên bát đảo, khiếu huyệt trên người đều tuôn ra máu tươi. Giờ phút này hắn lần nữa cảm nhận được bi ai của một tên lâu la, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Không được, lại tiếp tục như vậy, không cần Nguyệt Đồng thức tỉnh, không cần Thiên Tư giết ta đã bị Khương Sở Nhiên hại chết rồi. Lý Vân Tiêu vội vàng tế ra giới thần bi, đại địa vực giới triển khai, định trụ một phương không gian chỗ mình, sau đó phong chi vực giới triển khai, ngăn cản đám đá vụn tràn đầy lực lượng kia ở bên ngoài. Dù vậy, thân thể hắn vẫn không tự chủ được bị cuốn bay lên, đá vụn vẫn đang không ngừng đánh đến, nhưng đã giảm bớt đi nhiều, cơ bản vẫn trong phạm vi hắn có thể khống chế. Lúc này Lý Vân Tiêu mới nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài, sau khi đại điện bị phá hủy. Phía dưới đều là kiến trúc nặng nề mục nát, cũng đã bị xóa đi không ít, bản thân hắn đã về tới trên huyết nguyệt, tế đàn cao nhất kia dưới một kích này cũng bị tan vỡ hơn phân nửa. Chiến thương duệ quang trong tay Thiên Tư đúng là chí bảo tản mát ra cực dương chi lực, vật ấy vừa bị lấy đi, loại đại khí trên tế đàn kia cũng không còn lại chút gì, trở nên không khác gì bình thường cả. Không gian bích hỏa cũng theo đại điện bị phá hủy mà phá vỡ, từng đạo hào quang từ trong tế đàn kia bắn ra. Đúng là người bảy phái, trên mặt mỗi người đều hoảng sợ không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn quanh khắp mọi nơi. Vũ Trác đi đầu thấy được Lý Vân Tiêu lâm lập trên không trung, cả người đều bị thương, trong lòng chấn động hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng là Lý Vân Tiêu cùng Thiên Tư chiến đấu, đưa đến một thân trọng thương, không khỏi ngược hít một hơi lạnh, kinh hãi liên tục. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đó còn có người thành Hồng Nguyệt.
bọn hắn rất nhanh liền thấy được Khương Sở Nhiên đang lẳng lặng đứng trong phế tích ở xa xa, đại hỉ bay tới. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, có Khương Sở Nhiên ở đây, bọn hắn ít nhất vẫn an toàn. Đột nhiên một cổ hơi thở từ trên người Khương Sở Nhiên tràn ra, trực tiếp chấn bay toàn bộ mọi người đang bay đến về. Lúc này người môn phái khác cũng nhìn thấy thân ảnh Khương Sở Nhiên, Bắc Minh Đồng Phương trong lòng đại chấn, sợ hãi nói. Hồng Nguyệt thành chủ. Giờ phút này khí tức trên người Khương Sở Nhiên mạnh mẽ, như núi cao nguy nga đứng thẳng ở đó, chỉ liếc nhìn lại đã khiến lòng người run sợ. Mọi người giờ mới hiểu được tới, mình đang tầm bảo yên lành, tại sao không gian lại đột nhiên biến hóa, trực tiếp bị chấn ra khỏi bích họa, thì ra là một hồi đại chiến kinh thiên đã phá hủy bích họa, khiến thời không thay đổi. Khương Sở Nhiên sau khi đánh bay thiên tư, thần sắc trên mặt không nhẹ nhõm xuống chút nào cả, ngưng giọng nói. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Tất cả mọi người tâm thần đại chấn, một câu kia giống như mệnh mệnh không thể trái kháng, khiến người không sinh ra nổi ý phản kháng. Mà đồng thời kinh hãi chính là, rốt cuộc là người phương nào đen dê đê dánh một trận với Hồng Nguyệt thành chủ. Ba người Vũ Trác lúc này mới kịp phản ứng, thì ra chiến đấu với thiên tư chính là Hồng Nguyệt thành chủ, mà không phải là Lý Vân Tiêu, thiếu chút nữa đã hù chết ba người bọn họ rồi. Giờ phút này thiên tư đã không thấy bóng dáng, ngoại trừ Hồng Nguyệt thành chủ một thân khí thức kinh người ra, còn có Lý Vân Tiêu vết thương đầy người trên bầu trời, người còn lại trên mặt đều cổ quái, thầm nghĩ sẽ không phải là đánh với Lý Vân Tiêu đi. Ý nghĩ này lóe lên, lập tức bị tất cả mọi người phủ nhận. Bọn hắn thà rằng tin tưởng Lý Vân Tiêu là nữ nhân, cũng sẽ không tin tưởng Lý Vân Tiêu có thể đánh một trận với Hồng Nguyệt thành chủ. Đi! Khương Sở Nhiên lần nữa giống một tiếng. Tựa hồ cảm thấy hết sức bất mãn vì mọi người vẫn đứng đót. Tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, không dám ngưng lại nữa, vội vàng lâm không bay lên, bay khắp bốn phương tám hương, chỉ cần bước vào phương không gian kia, lập tức sẽ bị truyền tống đến trong hoang mạc ngay. Lý Vân Tiêu sau khi thoáng ổn định thương thế, cũng vội hóa thành lôi điện, muốn cùng mọi người chạy khỏi nơi này. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, nói. Ngươi không thể đi. Thân hình của hắn vừa mới hóa thành lôi điện, lập tức đã bị một cổ lực lượng tập trung, không thể động đậy. Khương Sở Nhiên hừ một tiếng, ngân nhẫn lâm không chém ra, giống như một đầu ngân long xông lên thiên không, lập tức chém tan đạo lực phong ấn kia, trên không trung ầm ầm bạo liệt một tiếng, lần nữa hóa thành vô số ngân mang, vọt vào trong hư không. Siêu 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 siêu, đầy trời đều là ngân mang khủng bố, những cường giả võ đế kia nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng không biết là ai đang trong hư không, nhưng ít ra minh bạch đó là tồn tại không thể chống lại, nguyên một đám nhanh chóng chạy đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, cổ lực phong tỏa kia đã triệt để biến mất, liền vội vàng hóa thành lôi điện đào tẩu. Hừ, nói ngươi không thể đi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm thiên tư lần nữa truyền đến, ngân quang trên bầu trời thoáng cái đều biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Bị lực lượng nào đó trực tiếp biến mất rồi. Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn, hoảng sợ cả kinh nói. Cải thiên hoán địa, nữ chuyển thì không. Đây chính là thần thông mà chỉ Nguyệt Đồng mới có được, thiên tư đã cùng nổi danh với Nguyệt Đồng, vậy thì biết chiêu số của Nguyệt Đồng cũng không có gì lạ cả. Một cổ lực lượng không cách nào địch nổi lâm không mà xuống, trạng thái lôi điện của hắn lần nữa bị phá, trên lồng ngực giống như bị người đá vào một cước vậy. Trực tiếp bay ra ngoài, bị đánh vào trong tế đàn. Thiên tư tựa hồ căn bản không thèm để ý sinh tử của những người khác, những võ đế kia đều đã chạy trốn không thấy nữa, cũng không thấy hắn động thủ chút nào. Thần sắc Khương Sở Nhiên càng thêm ngưng trọng, cũng cảm nhận được tinh thần ba động mạnh mẽ trên bầu trời kia, đặc biệt là tám chữ mà Lý Vân Tiêu nói ra khiến tâm thần hắn chấn động, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trên bầu trời sơn màu đen, tựa hồ như đã nuốt sạch tất cả hào quang. Như lâm thâm uyên vậy. Đột nhiên một chút ánh sáng màu lam như đóm đóm lóe lên trên không, dần dần biến thành lớn cỡ nắm tay, phảng phất một đóa hoa màu xanh ra trời nở rộ, óng ánh thấu triệt, tản mát ra ánh sáng lưu ly óng ánh, xinh đẹp không gì sánh được, phảng phất như từ nơi không phải đến từ nhân gian, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều một mảnh yên tĩnh, chỉ có đóa tinh hoa màu xanh ra trời kia, bất nhiễm trần thế, im im lặng lặng rơi xuống. Màu đen trên bầu trời dưới đóa ánh sáng này xua tán, thân ảnh Mộ Dung Trúc cũng hiện lộ ra, thì ra đó là một đạo ánh sáng màu lam trên trán hắn, ánh mắt ngưng đi, vậy mà không cách nào thấy rõ hình thái của nó,
chỉ cảm thấy xinh đẹp dị thường, linh tính bức người, giống như có trí tuệ cực cao vậy. Ngân nhận cú mang của Khương Sở Nhiên dán trước người, dần khôi phục lấy linh khí, vừa rồi một kích trảm thiên liệt địa kia cũng khiến cú mang hao phí thật lớn, loại thần binh lợi khí này đều có linh khí, có thể tự động hấp thu lực lượng giữa thiên địa để khôi phục, giống như võ giả thô nạp tu luyện vậy. Thiên Tư cúi đầu xuống, trong hai tròng mắt không có bất kỳ thần thái, nhưng Khương Sở Nhiên lại cảm giác được có một đôi mắt sáng ngời đang ngó chừng hắn, loại cảm giác này chính là từ trên đóa hoa màu xanh ra trời kia truyền ẩn đến. Khương Sở Nhiên nói, đồ đằng thiên tư của đồng chi nhất tộc chính là dùng hình thái như vậy đến cõi trần sao? Hừ, thiên tư hừ lạnh một tiếng, nói, ta vốn là tồn tại vô ngã vô hình, về phần đồ đằng gì đó thì giữa ta và Nguyệt Đồng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. À, Khương Sở Nhiên kinh ngạc nói. Cách nói mới lạ như thế, ta nguyện rửa tai lắng nghe. Không cần. Thiên Tư quả quyết cười lạnh nói. Hồng Nguyệt Thành chủ nói quyết đấu đỉnh phong vẫn phải nói đến chỉ số thông minh, giờ ta tin rồi. Ngươi chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian, cho sừng ngân lũ cổ tê của ngươi khôi phục lại lực lượng mà thôi. Khương Sở Nhiên cười nói. Cái đó cũng không sai, nhưng ta quả thật cũng rất ngạc nhiên. Thiên Tư lạnh lùng nói. Vậy thì mang theo hiếu kỳ đi vào phần mộ đi thôi. Thiên Tư im im lặng lặng lâm lập trên không trung, bỗng nhiên đại địa bỗng lắc lư, như vạn mã lao nhanh, đám kia trúc viễn cổ mục nát ở bốn phía nguyên một đám sụp đổ, nguyên một đám thân ảnh cực lớn từ trong đó lao ra, phảng phất đến từ quốc gia tử vong, một lần nữa sống lại. Sắc mặt Khương Sở Nhiên đại biến, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh cực lớn kia hình thái không đồng nhất, chủng tộc không đồng nhất. Nhưng duy nhất giống nhau chính là mỗi người đều có đôi nguyệt đồng đỏ như máu, hơn nữa khí tức trên thân rất mạnh, vậy mà đều là cửu thiên võ đế. Ảo thuật. Sắc mặt Khương Sở Nhiên ngưng trọng, ảo thuật trước mắt này hoàn toàn giống như thật, khí tức trên thân mỗi cái nguyệt đồng đều vô cùng giống nhau, mặc dù biết là giả dối, nhưng không cách nào cho nó là tồn tại hư vô được. Một đạo kim quang bắn xuống, chiếu rọi trên người tất cả nguyệt đồng, Thiên Tư giơ chiến thương lên cao. Trong ánh sáng màu lam kia lộ ra một cổ khí thần thánh. Thân thể Mộ Dung Trúc sau khi bị kích thương, Thiên Tư liền minh bạch bằng vào lực lượng thân thể không cách nào chiến thắng Khương Sở Nhiên được, chỉ có vận dụng lực lượng bản thân mình thôi. Chỉ thấy hắn có chút mở miệng ra, nhẹ giọng nhổ ra một chữ, nói. Giết! Đông đảo cường giả Nguyệt Đồng kia bị kim quang chiếu rọi, nguyên một đám chiến ý tăng vọt, gào thét lớn vọt lên, muốn băm thây Khương Sở Nhiên vạn đoạn. Trên trán Khương Sở Nhiên chảy xuống đám mồ hôi, cảnh tượng này quá rất thật, nếu mình không nghênh địch, bị giết thì sẽ thật chết thật, nếu nghênh địch sẽ bị lâm vào trong chiến đấu vô cùng vô tận này, cũng chỉ có một con đường chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn ngược lại bình tĩnh lại, ngân nhận cú mang trong tay biến trở về hình tròn chạm rỗng bị hắn nắm trong tay, hai mắt khép hờ, tựa hồ lâm vào trầm tư. Ánh sáng màu lam trên trán Mộ Dung Trúc bất giác lóe lên một cái. Tựa hồ thập phần nghi hoặc hành vi của Khương Sở Nhiên. Không, không không, tay trái Khương Sở Nhiên đột nhiên vỗ lên cú mang một cái, phát ra thanh âm không không, mỗi một lần đánh vào trên, cú mang đều hiển hóa ra cổ tê hư ảnh. Không không không, tốc độ hắn đánh ra ngày càng nhanh hơn, ẩn chứa tiết tấu nào đó. Giờ khắc này, tiếng hô của vô số cường giả Nguyệt Đồng kia tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa chỉ còn lại thanh âm không không buồn tẻ kia, đánh vào trong lòng mỗi người. Sắc mặt Thiên Tư đại biến, lam sắc quang mang trên trán như hỏa diễm chấp lóe không ổn định, tựa hồ khó mà tin được. Vô số cường giả kia vào thời khắc này cũng ngừng lai. Thiên Tư gian nan mở miệng nói. Ngươi có thể phá ảo thuật của ta sao? Khương Sở Nhiên đắng chát cười, nói. Năm đó ta từng đánh một trận với Nguyệt Đồng, được thấy ảo thuật chi lực cường đại kia. Cho nên thời gian rất dài sau đó ta vẫn luôn suy nghĩ cách phá giải, rốt cuộc tìm được phương pháp này, dùng âm phá huyễn, đáng tiếc không có cơ hội thí nghiệm, hôm nay đa tạ ngươi thành toàn. Thì ra đã đánh một trận với Nguyệt Đồng, khó trách có phòng bị. Thần sắc khiếp sợ của Thiên Tư dần dần biến mất, khôi phục bình tĩnh trước sau như một, lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi có biết cảnh giới mạnh nhất của ảo thuật là gì không? Khương Sở Nhiên trong lòng chấn động, đột nhiên ý thức được không ổn. Ngưng giọng nói. Chẳng lẽ không phải thay trời đổi đất, biến ảo thời không sao? Khóe miệng Thiên Tư có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn, âm thanh hung dữ nói. Cảnh giới cao nhất của ảo thuật, đó là hóa hư thành thật.
Đạo ánh sáng màu xanh da trời trên trán hắn đột nhiên phóng đại, quát lớn. Ngàn vạn cường giả Nguyệt Đồng từ hư ảo hóa thật đi. Chiến thương duệ quang lập tức lâm không chém xuống, nhổ ra một chữ. Giết! Cường giả Nguyệt Đồng đang bất động đột nhiên ngất lịm, tiếng hô kinh thiên chấn động ra, tầng tầng lớp lớp, lập tức đánh vỡ tiếng vang trên cú mang, tiếng chém giết rung động thiên địa. Sắc mặt Khương Sở Nhiên đại biến, một màn này quá mức thần kỳ khiến hắn khó có thể tin được, nhưng hiện giờ đã không có thời gian suy tư nữa, mị âm đã không cách nào ngăn cản đám cường giả như tử sĩ này, bởi vậy cú mang lập tức hóa thành ngân nhận, chém tới trên người ngàn vạn cường giả Nguyệt Đồng kia. Phanh! Một gã cường giả võ đế dẫn đầu xông lên lập tức bị hắn chém vào đầu, máu tươi bắn ra như suối. Nhận quang vẫn không giảm, tiếp tục lướt ra sau lưng, sát thương mảng lớn. Sau đó ngân nhận quay lại bên cạnh thân, bắn ra mấy ký hiệu màu bạc, lập tức hóa thành 9 đạo kiếm tư, ẩn chứa 9 loại kiếm ý, phân biệt chém ra khắp nơi, từng đạo máu tươi bắn vào trời cao. Sắc mặt Khương Sở Nhiên ngưng trọng, vài đạo kiếm quyết đánh vào trên ngân nhận, lập tức hóa thành thiên thiên vạn vạn, quang ảnh đầy trời tung hoành, những nơi đi qua như căng ra một đạo kết giới vậy. Nhưng những cường giả Nguyệt Đồng kia lại không hề sợ chết, liên tục vọt lên, tiến vào trong ngân quang man hà, bị chém thành phấn vụn. Lý Vân Tiêu giờ phút này ở trong tế đan điên cuồng hấp thu lấy các loại thiên tài địa bảo, cơ hồ đã lấy ra tất cả tài phú, đều sinh sinh nuốt xuống. Yêu Long một hồi kinh hãi, sợ hãi nói. Người mạnh mẽ đột phá võ đế như vậy, thiên địa quy tắc hội tụ đến, đủ để bạo thể mà chết đấy. Khác với nguyên lực đang lao nhanh trong cơ thể chính là sắc mặt Lý Vân Tiêu lại bình tĩnh dị thường, phảng phất như nhập định vậy, có chút mở to miệng nói. Người mỗi lần đều nói gở như vậy, không cẩn thận sẽ bị ngươi nói trúng một lần đấy. Phong hiểm cưỡng ép trùng kích võ đế ta rõ ràng hơn bất luận người nào, nhưng nếu không làm vậy sẽ không có chút sinh cơ nào cả. Yêu Long gian nan nuốt nước miếng, nói. Sao lại thế được, ta thấy Khương Sở Nhiên ứng phó thành thạo, cho dù không thể cứu ngươi đi, ứng phó đến khi địa lão thiên hoang đóng cửa có lẽ không thành vấn đề a. Trong mắt Lý Vân Tiêu nhộn nhạo ra một vòng chấn động, khẽ lắc đầu nói. Không có tác dụng đâu, Khương Sở Nhiên đã lâm vào trong ảo thuật của thiên tư, nếu không thể đột phá ra, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn chém giết, thẳng đến khi hắn chết thôi. Ảo thuật, Yêu Long cả kinh nói. Không phải hóa hư thành thật sao? Chẳng lẽ những cường giả Nguyệt Đồng trước mắt này đều là giả dối sao? Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Đương nhiên là giả dối, trên đời này làm sao có thể có thần thông hóa hư thành thật được, đó là chuyện chỉ có thần khai thiên tích địa, sáng chế giới này mới có thể làm được. Thế nhưng mà, Yêu Long hoảng hốt nói. Ta với người hợp nhất linh hồn, cũng thông qua Nguyệt Đồng trong mắt ngươi mà nhìn, quả thật thật là tồn tại hàng thật giá thật a. Chẳng lẽ ngay cả Nguyệt Đồng của ngươi cũng không cách nào nhìn thấu sao? Lý Vân Tiêu nói. Thực lực của ta quá thấp, không cách nào phát huy uy lực Nguyệt Đồng, nếu để cho nó thức tỉnh, mặc dù có thể chống lại thiên tư, nhưng sợ rằng ta và ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Yêu Long không lên tiếng nữa, cũng im im lặng lặng tích xúc sức lượng, trận chiến hôm nay chính là trận chiến hung hiểm nhất đời hắn, bại liền sẽ vạn kiếp bất phục. Khương Sở Nhiên ở bên dưới càng đánh tâm càng trầm. Trước mắt hắn không chỉ thấy những cường giả kia, đội ngũ tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng, thi thể chồng chất như núi điệp ra trước mắt, thỉnh thoảng bị công kích cực lớn đánh thành bụi phấn, triệt để hóa thành hạt bụi. Hóa hư thành thật, trên đời này thật sự có hóa hư thành thật sao? Khương Sở Nhiên không thể ức chế hoảng sợ lan tràn trong lòng, tuy rằng đang trong ngân quang, trong ngắn hạn cũng không có nguy hiểm gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xong đời, huống chi thiên tư còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đợi chờ mình lộ ra sơ hở. Tình huống nguy cơ dị thường a. Mặc kệ là thật hay giả, ít nhất thiên tư trước mắt chính là thật. Khương Sở Nhiên tư định, liền nắm ngân nhận trước người, ngân quang bốn phía thiên địa đều bị thu nạp đến, một đạo khí cơ rất mạnh xoay tròn trên ngân nhận, cổ tê cự ảnh kia hiển hiện trên bầu trời, chậm rãi đánh xuống. Đồng tử thiên tư đột nhiên co lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng đánh ra vài đạo pháp quyết trước người. Chiến thương duệ quang trong tay ánh sáng càng lớn, một cổ lực lượng kỳ dị lâm không huy sái xuống. Những cường giả Nguyệt Đồng kia tuy rằng đều có tu vị võ đế nhưng tựa hồ không có ý chí của mình, dưới cổ lực lượng kỳ dị kia, khí thế trên người vậy mà tăng nhanh lên, khí tức thô bạo cũng càng ngày càng nặng. Khương Sở Nhiên thần sắc khẽ động, cú mang ngân nhận trong tay chém ra,
lập tức mở ra một lối đi, kéo dài tới chân trời. Lực lượng trên người hắn còn đang không ngừng liên tiếp kéo lên, cất bước lên không trung, mỗi bước ra một bước, dưới chân vậy mà sinh ra không minh nghiệp hỏa đốt khắp bốn phía, chấn khai toàn bộ đám cường giả Nguyệt Đồng kia. Thiên Tư trong nội tâm chấn động, Khương Sở Nhiên giờ phút này đã phù hợp thiên địa, giơ tay nhấc chân đều là quy luật của phương thế giới này, cách thập phương thần cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, những cường giả Nguyệt Đồng kia căn bản không thể ngăn được hắn. Cú mang trong tay Khương Sở Nhiên khẽ động, lập tức dị tượng diễn biến, dáng mây bạc chiếu rọi một mảnh bầu trời nhân gian. Cự ảnh ngân lũ cổ tê rốt cục cũng rơi xuống, cùng thân ảnh của hắn hợp hai làm một, ngân quang cực lớn như một đạo pháo hoa trùng thiên tách ra trong bóng tối vô tận. Tây Sơn Tế Tuyết, Huyền Mang Sơn Gian Giai Nhật Nguyệt. Đông Nhạc Hàm Yên, Cửu Tiêu Thiên Ngoại Tá Phong Lôi. Một tiếng thơ đột nhiên được Khương Sở Nhiên đọc lên, ngân nhận trong tay phát ra thanh âm thanh thúy, một đầu ngân hà từ bên ngoài cửu thiên đáp xuống kinh, rửa lấy tất cả huyên náo dơ bẩn, như muốn diệt thế trọng sinh vậy. Thiên Tư thần sắc nghiêm nghị, hắn cũng nhìn ra cách nghĩ của Khương Sở Nhiên, muốn dốc hết sức phá vạn pháp, ép mình tiến vào tử chiến cuối cùng. Hừ, há có thể như ngươi mong muốn. Chiến thương quét ngang trước người, ma hà tự cổ trục vừa phù hiện ra, xoay tròn quấn quanh người hắn, ngưng tụ thành một kết giới hình tròn màu vàng. Hắn chỉ cần phòng ngự tốt, kéo dài lấy thế cục trước mắt thì kết quả sẽ tất thắng, cho nên hắn cũng không cần nóng lòng làm gì cả. Ngàn vạn ngân mang lâm không chém xuống, nhao nhao chấn lên kết giới kim sắc kia, phát ra vô số thanh âm kim loại va chạm. Mà giờ khắc này dưới những thanh âm kia đám cường giả Nguyệt Đồng đều trợn tròn mắt muốn nứt, nhao nhao phóng lên trời, tăng khí thế trên người mình đến cực điểm, thiêu đốt lên linh hồn chi lực, nhảy nhảy vào trong. Rầm 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 phanh. Đại lượng cường giả võ đế tự bạo, trong đó còn có không ít tồn tại võ đế cao giai. Mỗi một tên đều khiến Khương Sở Nhiên thừa nhận phản chấn thật lớn, mặc dù hắn là một đời tông chủ cũng khó mà chịu nổi dày vò như vậy. Khương Sở Nhiên tay trái vừa lật, một đạo hào quang đỏ thẫm liền bay lên. Đồng tử Thiên Tư đột nhiên co lại, chỉ thấy đạo hào quang kia đúng là một phương chu hồng ngọc tỷ, trên đó có khắc núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, vào thời khắc này đều hiển hóa ra, lượn vòng quanh ngọc tỷ kia. Mà phía dưới ngọc tỷ, trong chu ngọc hình thành một mảnh bằng phẳng. Không có bất kỳ đục khắc, ngọc tỷ ở trong tay Khương Sở Nhiên, tiện tay hóa thành trường lực đánh ra, vậy mà ấn ra trên bầu trời một cái ma ha cổ tự cự đại, lâm không tản ra. Bang bang, núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, tất cả đều diễn biến mà sinh, khiến võ giả Nguyệt Đồng ở bốn phía đều bị thôn phệ vào trong. Sau đó ngọc tỷ cuốn lên, Khương Sở Nhiên lần nữa vận một ngụm chân nguyên, đánh tới kết giới kim cầu chỗ Thiên Tư. Ma ha cổ tự ngân mang thế giới, hai cổ lực lượng tuyệt cường điệp ra cùng một chỗ. Tạch tạch tạch, trên kết giới kim cầu truyền đến thanh âm nghiền nát, sắc mặt Thiên Tư đại biến, lực lượng điên cuồng rót vào trong chiến thương, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ nổi. Phanh, một tiếng thủy tinh nứt vỡ thanh thúy vang lên, cả kết giới kim sắc đều nghiền nát, hóa thành ngàn vạn huỳnh quang, từ từ sinh huy trong bầu trời đêm, chiếu rọi sắc mặt Thiên Tư, không ngờ là một mảnh trắng bệch. Đã xong. Thiên Tư. Khương Sở Nhiên lạnh lùng lên tiếng, lập tức lấn thân tới, cú mang trực tiếp đâm tới, phá vỡ phòng ngự của chiến thương duệ quang. Đừng a! Đột nhiên tiếng giống sợ hãi của Lý Vân Tiêu vang lên từ đại địa, khàn giọng kiệt lực, xa xa truyền đến. Nhưng đã quá muộn, cú mang ngân nhận đã phá thể mà vào, đâm vào trong cơ thể Thiên Tư, toàn bộ bầu trời lập tức tĩnh mịch lại. Thời gian phảng phất như ngưng lại, những võ giả Nguyệt Đồng kia nguyên đám đều ngốc trệ. Sau đó thân hình càng lúc càng mờ nhạt, thời gian dần qua nguyên một đám biến mất. Khương Sở Nhiên nghe thấy tiếng hô của Lý Vân Tiêu, nội tâm khẽ động không hiểu, có loại cảm giác xấu xông lên đầu, nhưng lại không rõ là vì sao. Quả nhiên vẫn là ảo thuật, trên đời căn bản không có khả năng có hóa hư thành thật. Khương Sở Nhiên trong lòng nghĩ đến, khí tức Mộ Dung Trúc trên thân trước mắt càng ngày càng yếu, trong đôi mắt một mảnh mông lung, tựa hồ muốn dần dần khép lại. Lực lượng trên cú mang ngân nhận đủ để chém chết thân thể chí cường, Mộ Dung Trúc cũng không ngoại lệ. Đạo ánh sáng màu lam trên trán hắn dần dần nhảy lên, tựa hồ như tùy thời đều muốn dập tắt vậy. Khương Sở Nhiên tự vấn lòng nói. Tất cả đều đã xong sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong lòng hắn, không có chút tình cảm nào cả, lộ ra trống rỗng mà lạnh như băng, nói. Đúng vậy, tất cả đều đã xong.
Khương Sở Nhiên hít một hơi hàn khí, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh buốt, trong mắt lộ vẻ tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Trái tim của hắn truyền đến một hồi đau đớn không hiểu, cúi đầu xuống, lại phát hiện nơi trung tâm trái tim đang cắm một thanh lợi khí, đúng là cú mang ngân nhận của mình. Mình lúc trước chém xuống, dĩ nhiên là tự sát. Sao có thể, làm sao có thể? Trên trán Khương Sở Nhiên bốc lên ra trận trận mồ hôi lạnh, nơi trung tâm trái tim truyền đến thống khổ cực lớn, khí tức cực thịnh lập tức ngã xuống, trên người thiên tư truyền đến một cổ khí tức trực tiếp đánh bay hắn ra xa, vẽ ra trên trời cao một vòng máu tươi. Đóa hoa màu xanh ra trời trên trán thiên tư dần dần biến lớn, che khuất cả nửa mặt hắn, tản mát ra lực lượng vô cùng vô tận, nghịch chuyển thiên địa thời không, xuyên việt cổ kim hiện tại. Phốc! Khương Sở Nhiên ổn định thân thể, vội vàng rút cú mang ra, cột máu bắn ra, lập tức bị hắn đánh vài chỉ quyết vào cơ thể cầm lại, dùng nường độ hục thể của hắn mặc dù trái tim bị xuyên qua cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng nguyên lực vào thời khắc vừa rồi đã hao hết bởi chiêu thức được ăn cả ngã về không kia, tăng thêm hiện giờ thân thể trọng thương, nên đã không còn lực chống lại thiên tư nữa. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng đâm vào thân thể ngươi mà. Sắc mặt Khương Sở Nhiên trắng bệch. Lực phá hoại của ngân nhận kia rất mạnh, đại lượng còn sót lại trong người, ngăn cản nhục thể của hắn chữa trị, không chỉ nguyên lực đại tổn, hơn nữa cảnh giới võ đạo đỉnh cao cũng bắt đầu dao động, tựa hồ muốn tan vỡ mất. Tất cả đều đã xong. Thiên tư chậm rãi ngẩng đầu lên, trong thanh âm cũng mang theo một tia mệt mỏi, tựa hồ một thoáng biến hóa vừa rồi cũng đã khiến hắn hao hết tinh lực vậy. Đóa tinh hoa màu xanh ra trời kia sau khi phóng xuất ra tinh thần lực mạnh mẽ cũng chậm chậm nhỏ đi. Khôi phục đến trạng thái trước kia, giơ lên chiến thương, tiến tới một bước trực chỉ Khương Sở Nhiên. Bên trong tế đàn, bộ dạng Lý Vân Tiêu giờ phút này thống khổ dị thường, hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên lực trùng kích võ đế, cuối cùng đã khiến thiên địa quy tắc đánh xuống, không ngừng trùng kích lấy thân thể hắn, bất diệt kim thân cũng đã dần sụp đổ. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ở trong tế đàn, Yêu Long tựa hồ đã nhận ra gì đó, đột nhiên cả kinh chất vấn. Trên người Lý Vân Tiêu tuôn ra đại lượng máu tươi, tất cả đại khiếu huyệt dưới thiên địa quy tắc đều bị phá vỡ, bắt đầu sụp đổ xuống. Lý Vân Tiêu cố nén thống khổ cực lớn đứng dậy khỏi mặt đất, trợn mắt muốn nứt, cắn chặt răng nói. Cái mỏ quả đen của ngươi chưa bao giờ nói lời tốt cả, lần này thật sự bị ngươi nói trúng rồi, lão tử sắp bạo thể mà vong rồi. Yêu Long chấn động, nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a, đừng quên. Ngươi là tuyệt đại võ đế cổ phi dương a. Ta cố còn em ngươi, mỏ quả đen của ngươi lúc khác sao không nói vậy đi. Lý Vân Tiêu nổi nóng, vẻ lăng lệ ác liệt trong đôi mắt lại càng ngày càng lạnh. Yêu Long cũng đồng thời cảm nhận được cổ hàn ý đến từ sâu trong linh hồn kia, tồn tại hoàn toàn lạ lẫm và khủng bố, như một đầu hung thú tuyệt đang an nghỉ bỗng dần dần tỉnh lại vậy. Yêu Long, ngươi có sợ chết không? Ngay khi cảm xúc hai người bất ổn, Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên yên lặng cực độ, hỏi ra một câu khó hiểu như vậy. Yêu Long ngạc nhiên thoáng một phát, nói. Ta vốn là tồn tại hồn thể, đã sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi, còn sợ cái dám à? Khóe miệng Lý Vân Tiêu có chút giơ lên, lộ ra vẻ tươi cười nói. Vậy thì chơi với ta một lần a, nếu lần này chết thì chính là hồn phi phách tán rồi. Yêu Long trong lòng đại chấn, đột nhiên. Một cổ hỏa diễm cường đại bùng cháy từ sâu trong linh hồn hắn, càng ngày càng mạnh. Yêu Long hoảng sợ thất thanh nói. Lý Vân Tiêu ngươi điên rồi, ngươi muốn thiêu đốt hồn phách của mình sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ điên cuồng, dữ tợn nói. Dù sao chết, linh hồn còn hay không cũng không có ý nghĩa nữa. Toàn thân Yêu Long cự chiến, nói. Ngươi tu luyện đại diễn thần quyết, có lẽ còn cơ hội lần nữa chuyển thế cũng không chừng. Lý Vân Tiêu nhổ ra mấy chữ, nói. Không cần. Thân hình Yêu Long không nhịn được lạnh run, một phương diện thiêu đốt linh hồn tổn hại đối với hắn cũng rất lớn, một phương diện khác, cổ khí tức khủng bố đến từ sâu trong linh hồn kia rốt cục liều lĩnh vọt lên. Lực lượng trong cơ thể Lý Vân Tiêu vào thời khắc này điên cuồng kéo lên, linh hồn hai đời đều thiêu đốt, Nguyệt Đồng dần tỉnh lại, trong con ngươi tản mát ra hung mang tuyệt đại. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thành thật một chút. Năm đó có thể phóng bế ngươi thì hiện giờ cũng có thể. Mau dừng tay lại, nếu linh hồn ngươi tan vỡ, ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên mới nói ngươi thành thật chút. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra ánh sáng lăng lệ ác liệt,
quyện vào một chỗ với hung mang tuyệt đại kia, một cổ tinh thần lực rất mạnh lập tức lao ra tế đàn. Xa xa Thiên Tư đâm chiến thương tới, hắn tựa hồ đã nhận ra giết đó, đột nhiên cả kinh, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, đạo ánh sáng màu lam trên trán bỗng nhiên co rút lại. Sau sững sờ ngắn ngủi, duệ quang trong tay Thiên Tư càng lâm không đâm tới, giờ phút này không nhanh chóng giải quyết Khương Sở Nhiên, tất nhiên sẽ có biến cố. Xì. Không hề trở ngại, duệ quang trực tiếp cắm vào trong đầu lâu đối phương, đâm xuyên qua, thần sắc sợ hãi của Khương Sở Nhiên lập tức cứng lại, khí tức cả người triệt để tàn mát, sinh cơ không còn lại chút nào. Hô! Thiên Tư nhẹ thở ra, giải quyết phiền toái lớn nhất này, mặc dù là Nguyệt Đồng thức tỉnh trên người Lý Vân Tiêu hắn cũng không có gì phải sợ cả. Cái gì? Bỗng nhiên đồng tử Thiên Tư đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào phía trước. Thi thể Khương Sở Nhiên vốn treo trên chiến thương của mình đã không thấy đâu nữa, trên duệ quang căn bản không có một giọt máu tươi. Làm sao có thể, ảo thuật của hắn vậy mà có thể gạt được ta? Thiên Tư đột nhiên ngất lịm, gương mặt hoảng sợ cũng biến hình, chiến thương quét ngang trước người, cảnh giác nhìn qua mọi nơi. Đột nhiên, một cổ tinh thần lực rất mạnh lâm không mà đến, cơ hồ muốn hiện hóa ra, ẩn chứa ý phẫn nộ vô tận, muốn nghiền áp tất cả. Thiên Tư trong lòng đại chấn, nhưng cũng không bối rối, chiến thương trong tay quét ngang, ma ha cổ tự bay ra, lần nữa ngưng tụ thành một mảnh kết giới màu vàng ngăn cản tinh thần lực kia lại. Nhưng khiến hắn hoảng sợ chính là kết giới màu vàng kia lại bị tinh thần lực đối phương trực tiếp nghiền áp bắt đầu vặn vẹo. Ngươi là Lý Vân Tiêu, hay là Nguyệt Đồng? Thiên Tư trong lòng kinh hãi, kinh nghi bất định, cổ tinh thần lực này thậm chí mạnh mẽ như Nguyệt Đồng, nhưng lại không có khí thức quen thuộc của Nguyệt Đồng, mà tựa hồ là thuộc về Lý Vân Tiêu. Trên không tế đàn ở phương xa dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, vừa sải bước ra đã chỉ xích thiên nhai. Theo thân ảnh người nọ đến, còn có một đạo tiếng ngâm thơ chậm rãi hàng lâm, nói. Thiên tái phong vân tấn phó nhất tiếu, vạn thế phi dương chiếu diệu cổ kim. Trên tế đàn, Khương Sở Nhiên ngóng nhìn lấy bóng người kia, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Sau đó, hắn uống vào một ít đan dược, ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết một ấn quyết cổ quái trước người, bắt đầu điều tức. Ngân nhận kia cơ hồ tương đương với lực chân linh, trắng trợn phá hư trong cơ thể hắn, trái tim gần như nát bấy, giờ phút này được một quả linh đan bảo vệ, cảnh giới võ đạo đỉnh cao của bản thân cũng đang bắt đầu tan vỡ. Mặc dù hôm nay có thể sống được một mạng, sợ rằng cũng khó quay lại được cảnh giới như trước kia. Trên bầu trời xa xa, Thiên Tư một hồi hoảng sợ, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, dùng lực lượng của ngươi bây giờ, làm sao có thể áp chế được ý chí của Nguyệt Đồng chứ? Đối với người sắp chế, không cần phải biết nhiều. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiển lộ ra, trên gương mặt dữ tợn đáng sợ, hắn ôm quyết tâm hẳn phải chết mà đến, hai con ngươi yêu dị kia tựa hồ đã vượt qua muôn đời thời không, tập trung lấy địch nhân. Hai loại ánh mắt và thần sắc hoàn toàn bất đồng, đứng ở hai bên đối nghịch nhau. Sắc mặt Thiên Tư càng thêm lạnh như băng. Lạnh giọng nói. Mặc dù là Nguyệt Đồng thức tỉnh, dùng lực lượng của ngươi hiện giờ, làm sao có thể chống lại ta? Bọ ngựa đấu xe, phù du lay cây mà thôi. Ngón tay hắn điểm tới trước, kết giới màu vàng lập tức phá vỡ, chiến thương hóa ra một đạo lợi mang, lâm không chém xuống. Lý Vân Tiêu mặc dù đã có được Nguyệt Đồng chi lực, nhưng tu vị vẫn kém một hào rộng không cách nào vượt qua, Thiên Tư không sợ hãi chút nào, ngược lại nhìn Nguyệt Đồng đã thức tỉnh. Bắt đầu hiện ra vẻ kích động, cười to nói. Ha ha, rất tốt, cũng bớt đi cho ta nhiều chuyện. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh khiến người sợ hãi, trong hai đồng tử hiện ra đồ án cổ quái, như hai đạo liệt dương, trong miệng thở khẽ nói. Đồng thuật, táng nhật. Một đạo kim quang chém ra, dưới hai đồng tử ngưng mắt nhìn qua như bốc cháy len, chưa kịp xuất hiện trước người đã dần dần biến mất trên bầu trời, bị đồng thuật trực tiếp làm biến mất. Ân. Có chút môn đạo. Sắc mặt Thiên Tư động dung, nhưng vẫn lãnh phúng. Không có tu vị võ đạo trung cực, chỉ bằng vào chút đồng thuật đã muốn giết ta, quá ngây thơ rồi a. Chiến thương kia giơ lên cao cao, ma ha cổ tự lượn vòng phía trên, ánh sáng màu xanh ra trời trên trán Thiên Tư tách ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chuyển động, toàn bộ đều bị tiết tấu tinh thần lực của hắn khống chế. Ánh sáng màu xanh ra trời lóe lên một cái, như con mắt nháy động vậy. Lực lượng thiên địa xoay tròn cũng theo đó biến hóa, giống như hai đạo cự nhân bước vào trong đó, bắt đầu bắt lấy thân thể Lý Vân Tiêu, muốn triệt để xé hắn nát bấy.
đồng thời chiến thương kia cũng tản mát ra kim mang khủng bố, xuyên qua trong không gian, xỏ xuyên qua thiên địa mà đến. Khương Sở Nhiên mặc dù ở trên tế đàn, nhưng cũng bị quấn vào trong ảo thuật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Loại tinh thần công kích gần như thần kỹ này tăng thêm chiến thương duệ quang, còn có lực lượng cửu tinh đỉnh phong của Mộ Dung Trúc, coi như là hắn lập tức khôi phục toàn thịnh cũng chưa chắc có thể thắng được. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, hôm nay hai người sợ rằng giữ nhiều lành ít rồi. Thân thể Lý Vân Tiêu dưới tinh thần lực thần hồ kỳ kỹ kia trở nên vặn vẹo cực độ, giống như tùy thời đều có thể nứt vỡ thành thịt nát vậy. Thủ đoạn công kích duy nhất của hắn chính là Nguyệt Đồng, đây cũng là tồn tại duy nhất có thể khiêu chiến với thiên tư, về phần những thủ đoạn công kích kia, căn bản không làm được gì, vô luận như thế nào cũng không thể rơi được vào trên thân nó chút nào cả. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, con người trong hai mắt hóa ra lục mang tinh, từng cái trọng điệp cùng một chỗ, không gian bốn phía theo hắn con người hắn biến hóa cũng hóa ra hình thái giống nhau, giống như một cánh cửa căng ra giữa thiên địa vậy. Đồng thuật thân vô, thân thể Lý Vân Tiêu lập tức như ẩn như không trong cánh cửa kia, giống như đã không còn tồn tại dưới phiến bầu trời này nữa vậy. Sắc mặt thiên tư đột biến, hắn dùng tinh thần lực xoay tròn thiên địa chính là vì khóa lại Nguyệt Đồng chi lực của Lý Vân Tiêu. Khiến hắn không cách nào thi triển đồng thuật tránh thoát công kích của mình, lại không thể tưởng được đối phương còn có thể dưới tinh thần lực của hắn căng ra một phương không gian. Một thức này so đấu, giữa hắn và Nguyệt Đồng, hắn kỳ thật đã thua rồi. Đáng chết sao có thể như vậy, tinh thần lực của Nguyệt Đồng còn trên cả ta sao? Phát hiện này khiến thiên tư cảm thấy khó có thể tiếp nhận, sắc mặt trở nên khó coi cực độ, hắn tuy rằng cần lực lượng Nguyệt Đồng phục vụ cho bản thân, nhưng không thể vượt qua hắn được. Hắn thật sự không biết đây là do Lý Vân Tiêu đã thiêu đốt hồn phách, linh hồn của hai thế giới, tồn tại đã từng là cửu giai đỉnh phong hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, hơn nữa còn được Nguyệt Đồng cực lực phối hợp. Mà thiên tư sau khi đánh một trận với Khương Sở Nhiên nguyên lực và tinh thần lực đều bị hao tổn thật lớn, bởi vậy so ra, về mặt ảo thuật hắn so ra kém hơn Lý Vân Tiêu giờ phút này. Ầm ầm, lực lượng chiến thương duệ quang chém qua cánh cửa, quang mang màu vàng trực tiếp xuyên thấu ảo thuật chi lực. Chấn Lý Vân Tiêu bay đi. Phốc, Lý Vân Tiêu tại chỗ tự phun ra một búng máu, nếu chỉ luận ảo thuật, hắn đủ để áp chế thiên tư, nhưng chiến thương duệ quang của đối phương, còn có cảnh giới võ đạo nữa, những cái này điệp ra lại, có lẽ đã là tồn tại bất bại dưới phiến thiên không này rồi. Sắc mặt khó coi của V sau khi Lý Vân Tiêu bị duệ quang chi lực chấn ra, rốt cục dần dần chỉ hóa lại diễu diễu nói. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao hàng phục Nguyệt Đồng, nhưng tựa hồ cũng không có phần thắng a. Trong lòng Lý Vân Tiêu không khỏi có chút lo lắng, từ khi hồn phách hắn cháy lên, trong cơ thể một mực vẫn đang chịu thống khổ cực lớn, hơn nữa chính hắn cũng không biết có thể đốt bao lâu, phải mau chóng thi triển ra chiêu kia mới được. Hắn lập tức bình phục tâm cảnh của mình, bài trừ tất cả tạp niệm, hai tay phi tốc khắp quyết ấn trước ngươi, giơ lên cao cao, trong hai tròng mắt hiện ra dị sắc, cùng ấn ký trong tay chiếu rọi về, trên bầu trời bắt đầu lổ dị cảnh. Các loại đồ vật hình thù kỳ quái như đám mây các kiểu hiển hóa khắp bốn phía. Bầu trời phù vân giống như áo trắng, một lúc cải biến như thương cầu. Đây là, thay đổi khôn lường, thế giới chi lực. Thiên tư lại càng hoảng sợ, có thể dùng ảo thuật diễn biến ra thế giới chi lực ra, đây tuyệt đối là chuyện thần cảnh mới có thể làm được. Mặt của hắn cơ hồ trở nên vặn vẹo, khàn giọng nói. Không, không có khả năng, đây nhất định là ảo giác. Ngươi dùng thế giới chi lực giả dối để lừa gạt hai mắt ta, nhưng lại không lừa được lực lượng võ đạo trung cực này đâu. Chiến thương duệ quang lần nữa giơ lên, thiên tư rót toàn bộ lực lượng vào trong đó, ma ha cổ văn không ngừng diễn biến ra trên thân thường, từng vòng đẩy ra. Lý Vân Tiêu giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, truyền thừa đạt được từ trên vương tỏa tại Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cũng không phải là cách thu phục thiên tư gì cả, mà là cách diệt sát thiên tư a. Từ đủ loại dấu hiệu mà xem. Một đời Hồng Nguyệt thành chủ kia sợ rằng đã sớm chết đi, vẫn luôn là do con Nguyệt Đồng kia đờ nát khống chế lấy thân thể, cho nên mới để lại chiêu thần kỹ nà, chính là vì về sau nếu có Nguyệt Đồng xuất hiện, có thể dùng để giết thiên tư. Suy nghĩ qua một lát, một đạo ngâm khẽ từ trong miệng Lý Vân Tiêu truyền ra. Trúc ngoại khuy oanh, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. Theo tiếng thơ kia vang lên, một đạo thần quang hiện ra. Ngay sau đó thế giới bốn phía tràn ngập phi vân, bắt đầu xuất hiện hào quang chi hải nhiều màu nhiều sắc, trong đó núi non như tụ, quái thạch lởm chởm, toàn bộ cảnh tượng chói mắt lộng lẫy, sáng chói chói mắt.
Thiên Tư hoảng hốt, dưới dị tượng thế giới này, thân thể của hắn vậy mà trở nên không cách nào nhúc nhích, ngay cả chiến thương duệ quang trong tay cũng chịu ảnh hưởng, kim quang không ngừng hạ thấp, bị áp về trong thân thương, những ma ha cổ tự kia cũng đã biến mất. Có thể áp chế lực lượng đỉnh phong của hắn, thế giới như tiên cảnh diễn biến ra trước mắt này mặc dù không phải thật là thần cảnh chi lực, sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Một cổ tuyệt vọng không cam lòng dâng lên trong lòng hắn, cút mắc không biết bao nhiêu năm với Nguyệt Đồng, cuối cùng dĩ nhiên là mình thua một bậc. Ta không cam lòng, ngươi không xứng. Thiên Tư gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu lam trên trán bỗng nhiên biến lớn, hóa thành thân thể kết tinh tản ra bốn phía, thanh âm dữ tợn vang lên trong ánh sáng màu lam, nói. Vô luận là Nguyệt Đồng hay là Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự khiến ta inh hỉ a, mặc dù thật là thế giới chi lực, ngươi có thể khống chế được sao? Đóa hoa do tinh thể màu xanh ra trời kia đúc thành đột nhiên tách ra, căng thiên địa ra, chiến thương duệ quang lần nữa bay múa, nguyên một đám ma ha cổ tự bắn ra, từng cái đều hóa ra một cây lưỡi mác, ngưng tụ thành trận quanh thân. Thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực. Sắc mặt Thiên Tư băng hàn, chiến thương chi lực dưới tinh thần công kích mạnh mẽ của hắn, chém ra một đầu thiên địa sạn đạo, thế giới chi lực Lý Vân Tiêu ngưng ra còn chưa thành hình đã bị võ đạo trung cực chi lực xẹt qua. Bắt đầu tan thành mây khói. Ngược lại bên phía Thiên Tư, lam sắc quang mang càng ngày càng mạnh, giống như từng đóa băng liên không ngừng diễn biến ra, vậy mà cũng tạo thành một phương tiểu thế giới. Ha ha, đây là... Thanh âm hưng phấn của Thiên Tư vang lên, kích động run rẩy nói. Đây là thập phương thế giới chi lực sao? Ta vậy mà nhân họa đắc phúc, có thể diễn biến thế giới rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến. Thống khổ do linh hồn thiêu đốt khiến hắn khó có thể bảo trì bình tĩnh, trong Nguyệt Đồng hung quang sáng quắc, hận không thể thoát thể mà ra. Giờ phút này thế giới vừa thành hình đang bắt đầu nứt vỡ dưới chiến thương kia, mà Thiên Tư lại vừa vặn trái lại, tựa hồ ẩn ẩn như đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa võ đạo trung cực. Đừng nóng vội, chiêu này vừa mới thi triển một nửa, hiện giờ sẽ cho ngươi kiến thức toàn bộ uy lực của nó. Lý Vân Tiêu ngăn chặn thống khổ, hai tay biến đổi quyết ấn. Mười ngón tương liên với nhau, tựa hồ ngưng tụ thành một đôi mắt, nhìn lên phía mặt trắng. Điều lai khuy nhân, nguyệt lai khuy tử, tuyết lai khuy thư, khước khán tha hữu tình vô tình. Theo tiếng thơ kia vang lên, thập phương thần ký hiện ra nguyên vẹn, toàn bộ cả vùng đất đều bị cự lớn dẫn dắt, giống như sống lại vậy, sức mạnh to lớn mênh mông tuôn ra, bay thẳng đến chân trời. Sở hữu kiến trúc trên mặt đất vào thời khắc này đều bị phá hủy, tế đàn kia cũng triệt để sụp đổ. Khương Sở Nhiên hoảng sợ bay lên không trung, nhìn về phía đại địa, đột nhiên trong lòng chấn động. Chỉ thấy chỗ cự lực kia vọt lên, ngưng ra một vòng xoáy cự đại đẩy khắp bốn phương tám hướng, cuốn qua cả vùng đất. Mà chỗ vòng xoáy kia đảo qua, dần dần hiển lộ ra bích hỏa cực lớn. Khương Sở Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, cả kinh thiếu chút nữa đã rớt xuống. Đó nào phải bích hỏa gì, mà là con mắt một mực nhắm lại, đang chậm rãi mở ra. Mặt trăng huyết sắc dĩ nhiên là một cái Nguyệt Đồng cực lớn, dưới một chiêu thần kỹ kia của Lý Vân Tiêu đang dần dần thức tỉnh. Toàn bộ mặt trăng dĩ nhiên là một cái Nguyệt Đồng. Khương Sở Nhiên và Lý Vân Tiêu lập tức choáng váng, Thiên Tư tựa hồ đã sớm biết được, toàn bộ thế giới lam sắc quang mang đều trở nên sao động bất an lên. Con mắt trên đại địa chậm rãi mở ra, con người màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt mấy người, thần quang bắn ra, ánh khiến thiên địa một mảnh đỏ bừng. Tâm thần Khương Sở Nhiên rung mạnh, con mắt kia nhìn qua, thân thể của hắn lập tức bị khóa chặt lại, căn bản khó có thể nhúc nhích. Mà khiến hắn thoáng bình tĩnh chính là không chỉ nguyên lực trong cơ thể hắn bị phong tỏa, mà ngay cả thương thế cũng đã bị khống chế, không lan tràn ra thêm nữa. Loại thần thông này càng khiến tâm thần hắn đại chấn, đứng ở trên đỉnh đại lục, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé, phảng phất như muối bỏ biển vậy. Ba người bị ánh mắt kia nhìn qua đều cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tâm thần cơ hồ thất thủ. Thế giới chi lực quanh thần Lý Vân Tiêu bắt đầu dần dần sụp đổ ra, lam sắc quang mang của Thiên Tư cũng dần dần bị áp chế xuống, lực lượng nhanh chóng bạo tuôn khỏi cơ thể. Đáng chết, dĩ nhiên là ý chí quy khư, đáng chết a. Thanh âm không cam lòng của Thiên Tư gào thét giữa thiên địa, giống như lâm vào trạng thái bạo tẩu vậy, từng đạo khí tức bắn ra, muốn chống lại đôi mắt kia. Không tốt, là ý chí tổ linh thức tỉnh. Trong đầu Lý Vân Tiêu truyền đến một thanh âm trầm trọng, đúng là Nguyệt Đồng truyền đến, lộ ra vẻ lo nghĩ bất an. Lý Vân Tiêu cả kinh nói.
đừng sao động, ta sắp không duy trì nổi rồi, cái gì là ý chí tổ linh? Nguyệt Đồng cũng khiếp sợ không thôi, ngưng trọng nói. Tổ linh chi địa này chính là do ý chí Nguyệt Đồng đời thứ nhất biến thành, cũng là quy khư chi địa và thủ hộ chi địa của đồng chi nhất tộc, hiện giờ đang ở trạng thái vừa mới tỉnh lại, sẽ vô thức công kích lấy tất cả. Cái gì, công kích vô ý thức sao? Lý Vân Tiêu kinh hãi, đột nhiên phát hiện thân thể của mình cũng bị giam cầm lại, khó có thể nhúc nhích. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, vốn ánh sáng kia cũng là một đầu Nguyệt Đồng, lẽ ra nên là đồng loại với đầu trong cơ thể mình mới đúng chứ, hắn kinh sợ nói. Nếu là Nguyệt Đồng đời thứ nhất, ít nhất cũng có ý chí bảo hộ đồng loại chứ. Nguyệt Đồng ngưng giọng nói. Có, nhưng hiện giờ hắn chỉ ở trạng thái mới tỉnh, chỉ có thể dựa vào khí tức để công kích cường địch, bảo vệ mình. Nếu để cho ta khống chế thân thể và linh hồn của ngươi, dùng bí thuật và khí tức của Nguyệt Đồng nhất tộc ta, không những có thể áp chế tổ linh quy khư, mà còn có thể điều khiển nó đối phó thiên tư nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thay đổi, lại cười lạnh nói. Nếu để cho ngươi khống chế nhục thể và hồn phách của ta, sợ rằng chuyện thứ nhất chính là dập tắt nghiệp hỏa, sau đó gạt bỏ ý chí của ta. Dù sao tổ linh quy khư này cũng quá mức khủng bố, cho dù Nguyệt Đồng thực sự có bí pháp khống chế, cũng tuyệt không phải lực lượng bình thường có thể chịu nổi. Một khi để hắn đạt được quyền khống chế thân thể và hồn phách mình, lựa chọn đầu tiên của Nguyệt Đồng đương nhiên sẽ là dập tắt nghiệp hỏa, sau đó triệt để gạt bỏ ý chí Lý Vân Tiêu rồi. Hừ, người không tin cũng không sao, đã nghi kỵ ta như thế, cần gì phải mượn dùng lực lượng của ta chứ? Tiếng cười lạnh khinh thường của Nguyệt Đồng truyền đến, sau khi dừng một chút, lại nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn đốt sạch hồn lực, hóa thành hạt bụi trên thế gian đấy chứ? Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Nếu không phải đã đến bước đường cùng, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nguyệt Đồng trầm mặc, nói. Hiện giờ quy khư thức tỉnh, thiên tư sợ rằng không rãnh chú ý đến, ngươi dập tắt nghiệp hỏa, còn có thể có một đường sinh cơ đấy. Lý Vân Tiêu bắt đầu do dự, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết mất. Ánh sáng màu lam của thiên tư càng ngày càng mạnh, tựa hồ đang cực lực dẫy giụa. Ha ha, quy khư Nguyệt Đồng, giờ phút này lại thức tỉnh, trời cũng giúp ta a. Thiên tư điên cuồng gầm hét lên, cả người triệt để biến hình, chiến thương duệ quang cũng bạo tới cực điểm, tản mát ra khí uẩn rất mạnh, từng đạo kim quang xuyên thấu thiên địa, khiến lực lượng quy khư như bị căng ra. Không tốt, hắn triệt để nổi giận rồi, quy khư mới tỉnh lại từ ngủ say, thiên tư lại muốn gạt bỏ hắn. Nguyệt Đồng ngất lịm nói. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, cả kinh nói. Gạt bỏ, loại tồn tại này cũng có thể gạt bỏ sao? Nguyệt Đồng nói. Gạt bỏ linh thức của hắn, khiến thiên thể y cực lớn này biến thành một vật có sinh mệnh nhưng không có ý thức, hiện giờ quy khư còn ở vào trạng thái mới tỉnh, linh thức hết sức yếu ớt. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ dãy giụa, một đạo nhãn quang bắn xuống, phá vỡ giam cầm quanh thần Khương Sở Nhiên nói. Đi. Trên mặt Khương Sở Nhiên một hồi cười khổ, lúc trước là hắn cứu Lý Vân Tiêu, lại không thể tưởng được bây giờ là Lý Vân Tiêu cứu hắn. Nguyệt Đồng nói, lựa chọn thông minh, vẫn còn khá nhiều thời gian. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đã cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang chậm rãi chập dắt linh hồn nghiệp hỏa bản thân. Tuy rằng từ nay vẫn bị trọng thương, thậm chí hồn lực khó có thể tinh tiến thêm một bước, nhưng đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ có thể dễ dàng cướp lấy quyền khống chế cơ thể cũng không chừng. Hai người đang định rời đi thời điểm thì đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng truyền đến. Thân ảnh thiên tư Mộ Dung Trúc đứng vững trên quy khư, vậy mà bình an vô sự, đôi mắt cực lớn kia của quy khư tựa hồ xẹt qua thiên tư, trực tiếp ngóng nhìn trên xuống, thoáng cái định trụ lấy hai người. Mà khóe miệng thiên tư có chút sơ lên, lộ ra vẻ trêu tức. Một đạo kim quang nổi lên trong tay hắn, thuấn di trên xuống. Cơ hồ xuyên việt thời gian, cơ hồ như muốn thôn vệ hết tất cả. Cái gì, sao có thể như vậy được? Lý Vân Tiêu trong lòng đại chấn, thiên tư rõ ràng bị quy khư chế trụ rồi, sao còn có thể phân thần công kích bọn hắn chứ? Tốc độ đạo kim mang kia quá nhanh, căn bản khó mà đề phòng. Đúng lúc này, trên bầu trời tách ra ngân quang hoa mỹ, như một đóa hoa cực lớn nở phóng, áp chế kim mang kia xuống. Cự ảnh ngân lũ cổ tê rơi vào giữa hai người. Hét lớn một tiếng xông tới. Chiến thương trong tay thiên tư thế đi không giảm, lập tức đánh nát hư ảnh kia, lộ ra thật thể của cú mang ngân nhận, hai thanh tuyệt thế thần binh chấn cùng một chỗ, tách ra kim ngân song sắc, chiếu rọi bầu trời.
tổn thương thành ra như vậy còn muốn chống lại ta, nên nói ngươi là vĩ đại, hay là ngu ngốc đây? Thiên Tư cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm thụ được, lực lượng của Khương Sở Nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, chiến thương duệ quang của hắn đẩy ra trước một bước, lập tức khiến tất cả ngân mang đều tan rã, chiến thương không hề trở ngại trực tiếp đâm vào lồng ngực Khương Sở Nhiên. Một đạo huyết hoa nở rộng trên không trung. Khương Sở Nhiên. Lý Vân Tiêu mặt phát tím lộ ra gân xanh, tất cả kinh mạch toàn bộ đều nổ bung, trong nội tâm bỗng nhiên rung mạnh. Đóa huyết hoa kia dần dần phóng lớn trước mắt hắn. Khóe miệng Thiên Tư lộ ra nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha, ha ha, ha ha ha, lần này cuối cùng đã đâm trúng Lý Vân Tiêu rồi, dưới quy khư và lực lượng của ta điệp ra, lần này ngươi còn có thể cứu hắn sao? Nguyệt Đồng trong cơ thể cũng là truyền đến vẻ cực kỳ khiếp sợ, tựa hồ khó có thể lý giải. Thiên Tư nhìn không được cười to nói. Ha ha, cẩn thận mấy cũng có sơ sót ha, Lý Vân Tiêu, chiêu thần kỹ đó là Nguyệt Đồng dạy cho ngươi có phải không? Quả thật lợi hại, hơn nữa trời đưa đất đẩy làm sao lại khiến Chi Quy Khư tỉnh lại, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên, mà đây vốn là an bài của Nguyệt Đồng a. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Quy Khư vừa mới tỉnh lại chỉ có thể nhận ra khí tức quen thuộc, ngươi mặc dù có Nguyệt Đồng chi lực, lại không có khí tức Nguyệt Đồng, Quy Khư tự nhiên sẽ không coi ngươi là thân nhân, mà là ta. Mặc dù là Nguyệt Đồng trong cơ thể ngươi cũng chưa chắc biết rõ, mà ta chính là sinh linh do Nguyệt Đồng đời thứ nhất, tổ linh Quy Khư của các ngươi sáng tạo ra a. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Đồng trong cơ thể Lý Vân Tiêu liền bạo xuất cảm xúc sao động rất mạnh, tựa hồ khó có thể tiếp nhận. Thiên Tư lạnh lùng nói. Tuy rằng quan hệ giữa ta và Nguyệt Đồng đã vỡ tan, nhưng Quy Khư hiện giờ lại không coi ta là người xa lạ, bởi vì chỉ có ta mới là thân nhân của nó. À bất quá Lý Vân Tiêu, ta ngược lại rất bội phục ngươi đấy. 30 năm trước có cường giả tuyệt thế vì ngươi mà chết, 30 năm sau còn có cường giả tuyệt thế vì ngươi mà chết, ta sao không nhìn ra ngươi có mị lực này chứ hả? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch dị thường, linh hồn chi hỏa dần dần dập tắt lần nữa bốc cháy lên. Nguyệt Đồng kinh hãi nói. Dừng tay, cứ thiêu đốt như vậy ngươi sẽ thật sự chết đấy. Nhưng hắn dường như không nghe được lời này, vẻ thô bạo trong mắt càng ngày càng mạnh, nhưng sắc mặt lại tĩnh đến dị thường. Khương Sở Nhiên phun ra một búng máu, chiến thương trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn, duệ quang chi lực theo kinh mạch trải rộng khắp cơ thể, căn cơ võ đạo cũng tan vỡ. Hắn dùng lực chấn động, chấn chiến thương ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thiên Tư cũng không gấp, thu hồi chiến thương lâm không mà đứng, lặng lặng nhìn, tuy rằng là địch thủ, nhưng hắn lại kính trọng đối phương. Khương Sở Nhiên ho khan kịch liệt, cười khổ nói. Năm đó ngươi lưu lại ta một mạng, hiện giờ trả lại cho ngươi rồi. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn không thấy bất luận biểu lộ gì cả, giống như một lỗ đen có thể thôn phệ hào quang, không thấy chút ánh sáng nào cả. Ta không muốn ngươi trả. Thiếu nợ mà không trả. Trong lòng ta rất không thoải mái. Vậy bây giờ thoải mái chưa? Thoải mái chưa? Khương Sở Nhiên cười nhạt một tiếng. Trong nắm đấm Lý Vân Tiêu chảy ra một chuỗi huyết chấu, nói. Ta không muốn ngươi thoải mái, ngươi thoải mái sẽ khiến cho ta rất không thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đi từng bước tới chỗ Thiên Tư, trong mắt một mảnh thản nhiên, mặc dù thế giới giờ phút này sụp đổ ở trước mắt, cũng sẽ không còn khiến hắn động tâm nữa. Trúc ngoại khuy oanh, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, cảnh tượng bốn phía từng cái bày ra bên người, lộ ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Thiên Tư thay đổi sắc mặt, hắn cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, trong đôi mắt không hề bận tâm kia lại không có bất kỳ tình cảm nhân loại nào cả. Giờ phút này thế giới chi lực diễn biến ra vậy mà gần như hoàn mỹ. Thiên Tư hoảng sợ. Đang muốn vận lực ngăn cản, lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, không chỉ có hắn, mà ngay cả lực lượng của tổ linh Quy Khư tựa hồ cũng bị áp chế xuống. Điều Lai Khuy Nhân, Nguyệt Lai Khuy Tử, Tuyết Lai Khuy Thư, Khước Khán Tha Hữu Tình Vô Tình. Lý Vân Tiêu lần nữa bước ra một bước, trong miệng ngâm khẽ, tay phải nâng lên, đang muốn điểm tay xuống. Thiên Tư một lòng lập tức trầm xuống, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống khỏi trán, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Phảng phất như ngón tay kia rơi xuống chính là thế giới chi tận thế. Đột nhiên, thân hình Lý Vân Tiêu hơi khẽ chấn động,
trong ánh mắt không hề bận tâm nhộn nhạo ra rung động. Lòng của hắn vào thời khắc mấu chốt này bỗng loạn. Cổ Phi Dương, ta sẽ không cùng chết với ngươi đâu. Trong linh hồn truyền đến tiếng gầm không cam lòng của Nguyệt Đồng, lúc gần chết, bản tinh hung ác và cường hãn của Nguyệt Đồng đã lộ ra, gào thét áp chế lấy linh hồn nghiệp hỏa. Yêu Long nãy giờ không lên tiếng cũng hét lớn một tiếng, cắn xé tới Nguyệt Đồng kia, cả hai đều là tồn tại hung mãnh đến cực điểm, bắt đầu triển khai chém giết trên nghiệp hỏa. Hồn lực tăng lên tới đỉnh điểm của Lý Vân Tiêu lập tức hỗn loạn, thế giới chi lực lập tức xuất hiện chút khuyết điểm. Thiên Tư tự nhiên sẽ không bỏ qua một đường sinh cơ này, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu xanh ra trời trên người phóng lên trời, chiến thương duệ quang tản mát ra ngàn đạo quang mang, ma ha cổ tự xuất hiện. Lý Vân Tiêu trong cơn giận dữ, cưỡng ép áp chế Nguyệt Đồng chi lực, nhưng Yêu Long căn bản không phải đối thủ của nó, rất nhanh đã bị Nguyệt Đồng áp chế, mà linh hồn nghiệp hỏa cũng càng ngày càng yếu, thế giới diễn biến cũng bắt đầu tiêu tán. Đáng chết a! Lý Vân Tiêu kinh sợ không thôi, lại phát hiện mình đã không thể làm được gì nữa, mặc dù có lòng liều chết, cũng khó có thể khống chế thế cục trước mắt được. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng đau xót, khiếu huyệt trên người bị một đạo kình khí đánh vào, lập tức toàn thân tê dần, tất cả lực lượng đều bị phong ấn lại. Khương Sở Nhiên ngươi! Lý Vân Tiêu tức giận xoay người, lại chứng kiến một đôi mắt bình tĩnh như nước. Thân thể Khương Sở Nhiên đắm chìm trong một dáng mây bạc, nói. Để cho ta tới đi, đừng để cả hai đều bỏ mạng. Lý Vân Tiêu tựa hồ ý thức được gì đó, phẫn nộ rít gào nói. Người đây là đang định làm gì? Tặng mạng cho ta sao? Ta nhổ vào, người tranh thủ đi đi cho ta, đi mau. Trên mặt hắn nổi gân xanh, hai con mắt bởi vì chống lại Nguyệt Đồng nên đã sưng không thành bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Người cút cho ta. Ta không muốn ngươi tặng mạng cho ta đâu, nguyên một đám tự cho là đúng, các ngươi là thứ gì chứ? Hai đạo huyết lệ từ trong hai tròng mắt đỏ bừng kia lăn xuống, tiếng mắng của Lý Vân Tiêu càng ngày càng thê lương, quát ầm lên. Cái gì thất đại tông chủ, cái gì danh môn thế gia, tự cho là giỏi lắm sao, ở trong mắt lão tử cái gì cũng không phải, Khương Sở Nhiên ngươi cút cho ta. Thanh âm càng thê lương, hai con ngươi lại mơ hồ, thân hình run rẩy, nước mắt giàn giụa. Cả người đều là máu. Lão tử là thập đại phong hào võ đế, có phải cảm thấy cứu ta rất có cảm giác thành tựu không? Nguyên một đám ở trước mặt ta giả trang bức gì chứ, mau xéo đi. Lý Vân Tiêu khàn giọng kiệt lực, thống khổ dẫy giụa trong ngân quang. Nhưng Khương Sở Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, một chưởng vỗ vào trên người hắn, lập tức một cổ ngân quang bao vây lấy hắn, bay về hướng địa lão thiên hoang. Khương Sở Nhiên ngươi dừng tay. Mặc cho Lý Vân Tiêu gào rú như thế nào, thân thể hắn vẫn không thể động đậy, nhìn chiến trường đang ngày càng xa khỏi tâm mắt, mà sâu trong linh hồn Nguyệt Đồng đã trực tiếp trấn áp nghiệp hỏa, nguồn suối lực lượng của hắn lập tức không còn nữa. Đồng tử Thiên Tư đột nhiên co lại, muốn đuổi theo Lý Vân Tiêu, lại đột nhiên phát hiện khí tức Khương Sở Nhiên giờ phút này nguy hiểm dị thường, không chỉ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước kia, mà còn đang không ngừng tăng lên nữa. Mà ý thức của tổ linh quy khư ở bên dưới cũng đang không ngừng tụ lại, nếu để cho quy khư hoàn toàn khôi phục, sợ rằng mình cũng sẽ bị cắn nuốt mất. Cân nhắc một chút, Thiên Tư sắc mặt âm trầm bất định, rốt cục trơ mắt éch ra nhìn Lý Vân Tiêu kia rời đi. Chiến đấu giữa chúng ta còn chưa chấm dứt đâu, Thiên Tư. Khương Sở Nhiên lạnh nhạt nói, cả người đều trong một mảnh ngân mang, không thấy rõ được dung nhan. Đáng chết, nếu ngươi đã muốn thành toàn Lý Vân Tiêu. Vậy thì ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi thôi. Thiên Tư nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thương hóa thành hư ảnh cực lớn hiển hiện trên không Thiên Tư, như một chiếc cự hạm, lâm lập trời cao. Tây Sơn Tế Tuyết, Huyền Mang Sơn Gian Giai Nhật Nguyệt. Đông Nhạc Hàm Yên, Cửu Tiêu Thiên Ngoại Tá Phong Lôi. Thân ảnh Khương Sở Nhiên càng lúc càng mờ nhạt, từng đạo lực lượng từ trong thân thể hắn bắn ra, cú mang ngân nhận phát ra tiếng rên rỉ cực lớn, cổ tê cự ảnh cũng nhất thiểm nhất diệt. Tựa hồ thập phần không nỡ. Một đầu ngân hà từ bên ngoài cửu thiên đáp xuống, như nghe hồng trời cao, ánh sáng mặt trời mới lên, một mảnh thế giới rõ ràng. Sắc mặt Thiên Tư đột biến, cắn răng giận dữ hét. Thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực. Thiên vạn đạo ngân mang chi lực lâm không mà xuống, lập tức chảm phá kim quang của hắn, thế giới chi lực lam sắc quanh thân cũng bị xé rách ra, thân thể dưới ánh sáng kia như muốn sụp đổ mất. Đây là một kích Khương Sở Nhiên thiêu đốt tánh mạng,
là tồn tại cửu thiên võ đế đỉnh phong, võ đạo trung cực. Rốt cục, vẫn phải dừng lại tại đây. Khương Sở Nhiên nội tâm thở dài một tiếng, tánh mạng đang kịch liệt biến mất, trong mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ phức tạp nói không nên lời. Muôn đời đến nay, ai có thể thiên thu bắt đầu? Một đời tông chủ, thiên hạ hào kiệt, thân ảnh dần biến mất trong ngân mang, lại phảng phất là thân hóa thành ngân quang, không ngừng diễn biến lấy một phiến thế giới. Thiên Tư lộ ra vẻ hoảng sợ, chiến thương duệ quang và nhục thể hắn dưới thế giới chi lực kia cũng dần dần sụp đổ, hắn bối rối, gào thét quát. Quy Khư cứu ta! Đôi mắt cực lớn trên đại địa còn đang không ngừng biến hóa lấy, đang dần dần thức tỉnh, một đạo nhãn quang ngưng mắt nhìn mà đến, toàn bộ bầu trời trong chốc lát hóa thành một mảnh huyết sắc, thế giới tựa hồ như hòa thành một thể với nó, đang không ngừng địa biến. Ngân mang kia rốt cục chậm rãi tiêu tán dưới huyết sắc. Trên trời cao ngoại trừ thân ảnh cô đơn của Thiên Tư ra, chỉ còn lại có một mảnh tịch liêu. Giờ phút này bên ngoài địa lão thiên hoang, trên thành Hồng Nguyệt, một quả lưu tinh cực lớn xẹt qua trời cao, lặng yên lướt qua bên cạnh ánh trăng huyết sắc. Bầu trời bị âm u bao phủ, mang đến cho toàn bộ đại địa một mảnh áp lực vô tận, tựa hồ biểu thị thiên tướng đại biến. Nguyễn Hồng Ngọc trong lòng chợt tâm hoảng ý loạn không hiểu, cảm giác khó chịu chưa bao giờ có xông lên đầu. Nguyên khí vô luận như thế nào cũng khó khăn có thể vận chuyển, cưỡng ép vận công còn ẩn ẩn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bên ngoài mông lung, ánh trăng như máu, khiến trong lòng nàng nhảy lên càng ngày càng kịch, càng ngày càng đau. Sở Nhiên, nàng kinh hô một tiếng, lòng run lên không hiểu, dùng tay lau mặt mình một cái, phát hiện thậm chí đã chảy ra nước mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thân hình Nguyễn Hồng Ngọc không nhịn được run lên. Luân huyết nguyệt trên bầu trời chợt đỏ tươi khác thường, còn có quả lưu tinh kia nữa, đều khiến toàn thân nàng không tự chủ được run rẩy lên, khó có thể tự kiềm chế. Phốc, tâm tình lo lắng kia hát trực tiếp làm rối loạn khí tức của nàng, khiến nàng phun ra một búng máu tươi trên mặt đất, đỏ tươi trướng mắt. Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc trắng bệch, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phóng tới Thanh Phong Minh Nguyệt Viên trên bầu trời kia, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó, ngửa mặt lên nhìn trăng trên trời. Thân ảnh ngưng trọng kia của chữ Khả Nguyệt càng khiến lòng nàng nặng trịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.